Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 2081, làm sao yên tâm giao con cho hắn? Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu quan sát, phát hiện hai người quả thực tức giận không hề nhẹ. Nhất là sau khi biết được Đường Đường là con trai ruột của nàng và Tu La chủ, liền nổi nóng không thôi. Tạm thời không nói đến danh tiếng của A Tu La tại Độc Lập Châu như thế nào, chỉ riêng việc hôm nay Tu La chủ dẫn người bao vây Nhiếp gia, hơn nữa khẩu suất cuồng ngôn, đã đủ khiến cho Nhiếp chủ mẫu và gia chủ hai người không xuống thang được. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ, anh chàng Tư Dạ Hàn này thật là một cây gân cứng. Mặc dù có chuyện gì đi nữa, chẳng lẽ không thể gọi điện thoại hỏi mình trước hay sao? Ít nhất trước tiên phải làm rõ ràng mọi chuyện đã chứ. Chỉ bất quá, vào giờ phút này, nói gì nữa đều đã muộn. Việc đã đến nước này, cũng không có thuốc hối hận để uống, chỉ có thể suy nghĩ một chút xem dùng phương pháp gì để sửa chữa mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cha mẹ đang bực bội, chỉ sợ nói gì hiệu quả cũng không cao. Hơn nữa, với sự nhạy cảm của Tư Dạ Hàn, vẫn là nên để cho anh ít nói chuyện thì hơn. Trước mắt, Tư Dạ Hàn đứng ở đại sảnh yên lặng không nói tiếng nào, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu cũng không thèm để ý đến anh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Anh đi về trước đi. Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản mở miệng nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn ăn nói quá kiệm lời, vậy thì không cần nóng vội, trước hết để cho cha mẹ yên tĩnh một chút đã. Đúng, để cho hắn đi về trước đi, Nhiếp gia chủ mở miệng nói. Nghe câu này, Tư Dạ Hàn quay người nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt lại hướng về Đường Đường quan sát, dường như cũng không quá nguyện ý cứ như vậy rời đi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản nháy mắt cho Tư Dạ Hàn. Gây ra họa lớn như vậy, sự phẫn nộ của Nhiếp gia nào sẽ dễ dàng tiêu tan. Tư Dạ Hàn ở lại chỗ này không đi, chỉ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, làm cho Nhiếp gia chủ và chủ mẫu càng thêm không vui. Hôm nay đã đắc tội nhiều, ngày khác tới cửa nhận lỗi. Tư Dạ Hàn hướng về Nhiếp gia chủ và chủ mẫu nói, chợt liền định rời đi. Chờ một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy Tư Dạ Hàn muốn đi, Nhiếp chủ mẫu bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này, Tư Dạ Hàn dừng lại, nhìn về phía Nhiếp chủ mẫu. Trước tiên nói cho rõ ràng, cậu và con gái vô ưu của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp chủ mẫu hỏi Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn. Lúc này, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Loại câu hỏi này, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ, loại chuyện này, đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ nghe. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Mẹ đang hỏi Tu La chủ, Nhiếp chủ mẫu nói. Nhiếp chủ mẫu, Tư Dạ Hàn nhìn về phía bà, đem chuyện năm đó kể đại khái lại một lần. Sau khi biết được ngọn nguồn, Nhiếp chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt liền để cho Tư Dạ Hàn rời khỏi Nhiếp gia trước. Chờ sau khi Tư Dạ Hàn đi rồi, lúc này Nhiếp chủ mẫu mới nhìn về phía Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt, nói, vô ưu, hẳn là con biết hắn có thân phận gì. Thứ người như vậy thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm, con nói mẹ và cha con làm sao có thể yên tâm đem con và Đường Đường giao cho hắn. Diệp Oản Oản. Quả thực, đối với người ngoài mà nói, tác phong làm việc của Tu La chủ, không tính là bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là đối với người ngoài mà thôi. Trước mắt, cha mẹ còn chưa hiểu được Tư Dạ Hàn nên có chút băn khoăn, thật sự là rất bình thường. Nếu như đổi vị trí để suy nghĩ, Diệp Oản Oản nếu như là mẹ mình, cũng sẽ đồng dạng có loại băn khoăn này. Mẹ yên tâm đi, con biết phải nên làm như thế nào. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp chủ mẫu cười nói. Bất kể như thế nào, trước tiên trấn an cha mẹ đã. Công tác vuốt lông này, còn có rất nhiều cơ hội. Sau khi Tư Dạ Hàn trở lại trụ sở chính A Tu La, lập tức bấm điện thoại cho Diệp Oản Oản, dường như muốn tìm biện pháp chữa cháy. Nhưng hiện tại, chỉ có thể chờ cơ hội. Dù sao, hiểu lầm lần này, quả thực có chút lớn. Chương 2082, có muốn gặp cha hay không? Ngày thứ ba, trụ sở chính A Tu La có một vị khách không mời mà đến. Khương Viêm tiến vào phòng làm việc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chủ thượng, cái ông thần Nhiếp vô danh đó lại tới rồi. Còn mang theo một đám người, giống như là thổ phỉ. Thấy cái gì đáng tiền liền lấy cái đó, ngay cả những hàng hóa chúng ta mới mua đều đã dọn sạch đi rồi. Nghe báo cáo này, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, đem tài liệu trên bàn khép lại, chậm rãi đứng dậy, dẫn ta đi. Vâng. Khương Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, chủ thượng đích thân tới,
Nhiếp Vô Danh còn có thể càn rỡ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Khương Viêm dẫn theo Tư Dạ Hàn, đi tới kho hàng Atula. Chung quanh kho hàng, thành viên tinh anh Atula đã vây kín, nhìn Nhất Chi Hoa và ngoại quốc rời gạch khiêng hàng hóa trong kho giống như thể đang dọn nhà mình, mặt đầy tức giận. Chỉ bất quá, mọi người lại không dám ngăn cản, đám này lại là thủ hạ của cậu ruột thiếu chủ Atula bọn họ đấy. Nhưng, cho dù là cậu ruột, vậy cũng quá đáng rồi đi. Nào có chuyện dọn sạch sẽ đồ trong kho hàng của người khác như vậy. Cái quỷ gì? Các ngươi bỏ xuống cho ta. Khương Viêm đứng ở cạnh kho hàng, thấy Nhiếp Vô Danh lại có thể đang gom hàng hóa bọn họ sắp sửa lấy đi giao dịch cùng tổ chức khác, nhất thời giận đến nảy lửa, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đám người Nhiếp Vô Danh thật giống như căn bản không hề nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của mình, tự mình khiêng đồ, cả đám nhìn có vẻ cực kỳ thông thạo. Lần này phát tài rồi. Chủ thượng, ngài xem bọn họ, đây nào phải là người của Nhiếp gia, đây rõ ràng chính là một đám thổ phỉ. Khương Viêm giận không chỗ phát tiết. Đám này, thật con mẹ nó so với Atula còn đen tối hơn. Không sợ mình so với đoàn đội của Nhiếp Vô Danh này, vậy đơn giản là không đáng chú ý. Không sợ mình cướp hàng hóa, ít nhất còn phải đi cướp. Đoàn đội Nhiếp Vô Danh này lại xem là chuyện đương nhiên, cứ y như là đang chuyển nhà của mình vậy. Tức nhất là, lại còn trắng trợn chuyển đồ ở ngay trước mặt bọn họ. Dừng tay, ở ngay trước mặt Tu La chủ, cướp kho hàng của chúng ta. Giờ phút này, Khương Viêm hướng về đám người Nhiếp Vô Danh chửi vang. Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Khương Viêm, mặt không đổi sắc cướp. Ta khuân đồ của em rể ta, có liên quan gì tới các ngươi? Đúng vậy, đội trưởng chúng ta chính là cậu ruột của Đường Đường, Tu La chủ lại là cha ruột Đường Đường, giờ ít đồ thì đã thế nào? Có vấn đề sao? Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục phụ họa. Chủ thượng, Khương Viêm nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Thế nào, có vấn đề sao em rể? Nhiếp Vô Danh hướng về Tư Dạ Hàn hỏi. Một tiếng, em rể, này của Nhiếp Vô Danh, lại khiến cho con ngươi Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng đáp, để cho bọn họ rời. Hề! Khương Viêm mặt đầy mộng bức, những gì đám người Nhiếp Vô Danh đang rời, chính là hàng hóa họ sắp sửa dùng để giao dịch cùng các thế lực khác. Chủ thượng lại có thể cứ như vậy, để mặc cho bọn họ mang đi. Được rồi em rể, đợi tôi dẫn Đường Đường tới chơi với cậu mấy ngày nhé. Sau khi Nhiếp Vô Danh ngồi lên xe, hướng về Tư Dạ Hàn vẫy vẫy tay. Hắn thật sẽ dẫn thiếu chủ tới. Mặt Khương Viêm đầy vẻ hoài nghi. Đối với việc này, Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Nhiếp gia, Diệp Oản Oản nhìn Đường Đường, con người khẽ đảo một vòng, nói, Đường Đường, con có muốn gặp mặt cha con hay không? Cha, Đường Đường như có điều suy nghĩ, lập tức đáp cũng được. Diệp Oản Oản, quả nhiên là con ruột Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không hề sai. Như vậy, con nói với ông bà ngoại là đi học. Ngàn vạn lần chớ có lỡ miệng, biết không? Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại với Đường Đường. Vâng, vậy, mẹ dẫn con đi tìm cha, có được hay không? Diệp Oản Oản cười nói. Vâng ạ. Đường Đường gật đầu. Chương 2083, hắn cũng không biết nữa. Xế chiều hôm đó, Diệp Oản Oản nói dối dẫn Đường Đường đi học, nhưng trên thực tế lại là để cho Nhiếp Vô Danh đem Đường Đường đưa đến trụ sở chính Atula. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu bên kia, có thể dùng Đường Đường coi như điểm đột phá. Nếu như Đường Đường và Tư Dạ Hàn sống chung tương đối tốt, đến lúc đó, tin rằng hai ông bà cũng sẽ không nhẫn tâm để cho cha con chia lìa. Đương nhiên, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, quả thực không làm chủ cho nàng được. Chỉ bất quá, dù sao vẫn phải xoa dịu, dỗ dành hai cụ nhà một chút. Người một nhà sống sao cho hòa thuận, như vậy vẫn là hay hơn. Sau khi quyết định, Diệp Oản Oản liền chia nhau hành động cùng Đường Đường. Một người đi đến chỗ Tư Dạ Hàn, một người ở lại trong nhà trấn an hai ông bà lão. Trụ sở chính Atula. Khương Viêm ném vũ khí ở một bên, ngồi xổm trong góc tường. Duy trì tư thế này suốt cả một ngày. Bắt đầu từ khi nhìn thấy tờ giấy giám định thân nhân kia, thế giới quan và tín niệm của hắn cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Lâm Khuyết nhìn bộ dáng hắn tự kỷ như vậy, tỏ vẻ anh đây đã sớm biết, đi tới bên cạnh, đầy đồng tình mà vỗ bả vai của cậu ta một cái. Này, Tiểu Hồng Hồng, tôi đã nói chưa? Đều đã từng nhắc nhở cậu rồi, bảo cậu không nên đắc tội với nha đầu kia. Lần này thì hay rồi, đem phu nhân tương lai của chủ thượng triệt để đắc tội.
chỉ cần nha đầu kia tùy tiện chém gió một câu ở trước mặt chủ thượng, cậu nói xem sau này cậu còn lăn lộn kiểu gì giờ. Khương Viêm nhất thời ngẩng đầu lên, đừng có nói bừa. Chủ thượng nhất định không phải là cái loại người hoa mắt ù tai này. Chân mày Lâm Khuyết cau lại, ồ, cậu chắc chắn chứ, cậu nhìn vào mắt tôi, lặp lại lần nữa. Khương Viêm. Một câu hỏi ngược lại mang ý vị sâu xa này, nhất thời làm cho Khương Viêm giống như một quả bóng bay bị xì hơi. Hắn cũng, không biết nữa. Đúng lúc này, có hộ vệ tới thông báo, Nhiếp Vô Danh lại lần nữa đến chơi. Khương Viêm vừa nghe thấy Nhiếp Vô Danh đã tới rồi, nhất thời như hít thuốc lắc, lập tức chạy như bay ra ngoài. Ngươi làm sao lại đến? Kho hàng ta đã dùng mấy chục loại khóa đặc chế để khóa chặt, ngươi đừng mong mở ra được. Khương Viêm nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, tức tới toàn thân phát run. Hắn thề với trời, chính mình cũng không muốn gặp lại cái tên hám tiền một cách kỳ lạ đến từ Nhiếp gia này. Mù à! Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn sang Đường Đường ở bên cạnh một cái, không nhìn thấy là ta đến đưa Đường Đường cho em rể ta sao? Thiếu chủ! Thời khắc này, trải qua sự nhắc nhở của Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc Khương Viêm cũng nhìn thấy Đường Đường ở bên cạnh. Mới vừa rồi, Khương Viêm thấy Nhiếp Vô Danh đến, giận không có chỗ phát tiết, nói chung cũng không chú ý tới gì khác. Đúng là thiếu chủ. Nhìn thấy Đường Đường, Khương Viêm mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ, cái tên này lại thật sự mang theo thiếu chủ tới đây. Trước đó, Khương Viêm cho rằng Nhiếp Vô Danh chẳng qua chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi. Sắc mặt Khương Viêm lúc này mới hơi hơi đẹp mắt lại một chút. Ít nhất cái tên Nhiếp Vô Danh này, nói lời vẫn khá đáng tin cậy. Nhớ kỹ, nói với em rể ta. Đứa nhỏ này ở nhà bị ta làm hư rồi. Cậu ta làm cha không thể nuông chiều, nên đánh thì phải đánh. Nhiếp Vô Danh căn dặn. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, ánh mắt lạnh như băng của Đường Đường liền rơi vào trên người ông cậu yêu dấu của mình. Khóe miệng Khương Viêm hơi co giật, đây thật sự là cậu ruột sao? Sợ rằng, Nhiếp Vô Danh đưa Đường Đường tới đây, cũng không phải là vì để cho cha con gặp nhau, mà là để cho chủ thượng giáo dục thiếu chủ đi. Ngươi thật là không có tiền đồ, còn dùng khóa đặc chế để khóa kho hàng lại. Nói với em rể ta, lần trước coi như là bồi thường cho nhiều năm hy sinh cực khổ của ta, còn phải chuẩn bị thêm lễ vật đám hỏi đó nha. Nhiếp Vô Danh chép chép miệng nói. Còn không đợi Khương Viêm nói tiếp, ở bên dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Đường, Nhiếp Vô Danh cười hô hố, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tăm mất tích. Vào giờ phút này, trước cửa trụ sở chính cũng chỉ còn lại có mình Đường Đường và Khương Viêm. Và cả một đám thủ vệ Atula. Chương 2084, cha con sống chung. Khương Viêm nhìn mình chằm chằm cậu con trai đột nhiên chui ra này của chủ thượng, hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ thượng đang bận phê duyệt tài liệu, công việc còn chưa làm xong. Ngài đói không, chỉ bằng trước tiên tôi dẫn thiếu chủ đi ăn một chút gì đó, đợi chủ thượng làm xong việc. Mặc dù... đến nay hắn cũng còn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật yêu nữ kia chấm mút chủ thượng nhà mình, nhưng mà, đối mặt với chủ thượng phiên bản thu nhỏ này, hắn vẫn không tự chủ được mà tỏ ra cung kính. Hiện tại, dẫn ta đi gặp cha ta. Đường Đường mặt không chút thay đổi nói. Khương Viêm, không phải hắn vừa nói chủ thượng đang bận rộn sao? Thiếu chủ, phụ thân ngài, ông ấy. Khương Viêm vẫn còn chưa kịp nói xong. Chân mày Đường Đường đã khẽ nhíu lại một chút, cần ta nói lần thứ hai sao? Khương Viêm. Khương Viêm có thể khẳng định, cái vị thiếu chủ Nhiếp gia này, tuyệt đối là con trai ruột của chủ thượng không chạy đi đường nào. Từ cách nói chuyện cho đến thần thái, hoàn toàn chính là bản sao của chủ thượng nhà mình. Vậy, được rồi. Bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể dẫn theo Đường Đường hướng về phía phòng làm việc của Tu La chủ mà đi. Nửa đường, Khương Viêm nhìn chằm chằm Đường Đường, thiếu chủ. Con đường này không dễ đi, hay là để tôi cõng cậu đi? Không cần, Đường Đường lắc đầu. Vậy, hay là để tôi dắt cậu đi nhé? Khương Viêm tiếp tục cười nói. Khương Viêm vừa nói câu sau, Đường Đường đã lườm Khương Viêm một cái. Trên mặt tuy là không hề có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong cặp con ngươi đen nhánh kia, lại tràn đầy vẻ ghét bỏ không che giấu chút nào. Khương Viêm khóc không ra nước mắt, trẻ con ngày nay, đều không cần người lớn dắt đi rồi sao? Lại còn bị thiếu chủ coi thường. Rất nhanh, Khương Viêm dẫn Đường Đường đi tới trước cửa phòng làm việc của Tu La chủ. Khương Viêm gõ cửa một cái. Chỉ bất quá, bên trong phòng làm việc cũng không hề có bất kỳ phản hồi nào. Chủ thượng, là thiếu chủ đến rồi. Khương Viêm giải thích. Khương Viêm vừa dứt tiếng,
ước chừng mấy giây sau, cửa phòng lúc này liền lập tức được mở ra. Một người đàn ông đứng ở trước cửa, một đôi mắt rơi vào trên người Đường Đường. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai cha con này bốn mắt nhìn nhau, nhưng trầm mặc rất lâu lại không một người nào lên tiếng trước. Khương Viêm đứng ở một bên hơi có chút lúng túng, hình thức sống chung của hai cha con nhà này, có phải là có chút kỳ quái rồi hay không? Vào, Tư Dạ Hàn nắm bàn tay nhỏ của Đường Đường, dẫn Đường Đường vào thư phòng. Khương Viêm đi theo sau lưng Tư Dạ Hàn, vốn định thừa dịp lần này báo cáo một ít công việc. Nhưng còn chưa kịp tiến vào phòng làm việc, đã nghe thấy, một tiếng, cửa chính đã bị đóng sập lại một cách đầy phũ phàng. Bên trong phòng làm việc, Đường Đường ngồi ở một bên, mà Tư Dạ Hàn lại vẫn như cũ ngồi phê duyệt tài liệu. Mẹ con đâu? Tư Dạ Hàn vừa phê duyệt tài liệu, vừa mở miệng hỏi, mắt không chấp nhìn chăm chú tài liệu trong tay. Trong nhà, Đường Đường nhìn về phía Tư Dạ Hàn, đáp. Tư Dạ Hàn nói xong, tiếp tục công việc. Đói không? Một lát sau, Tư Dạ Hàn lên tiếng lần nữa. Ăn rồi. Đường Đường trả lời. Sau đó, hai cha con họ lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc quỷ dị. Sau khi Tư Dạ Hàn phê duyệt xong tài liệu, đã là đêm khuya. Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn đã để cho Khương Viêm mang đến một chút thức ăn. Mệt không? Tư Dạ Hàn thả chiếc bút trong tay ở trên bàn đọc sách, nhìn về phía Đường Đường hỏi. Tạm tạm. Đường Đường đáp. Đi nghỉ ngơi. Tư Dạ Hàn đứng dậy, lại lần nữa dắt tay nhỏ của Đường Đường, dẫn theo cậu bé đi ra bên ngoài thư phòng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tư Dạ Hàn dẫn theo Đường Đường đi tới phòng ngủ. Biết tắm rửa sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Biết. Đường Đường gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng tắm. Tư Dạ Hàn, không phải là không biết sao. Chương 2085, tình cảnh hơi có chút lúng túng. Lúc ở Hoa Quốc, đều là Oản Oản giúp cậu nhóc tắm. Đường Đường mặt không cảm xúc, nghiêng đầu qua nói, hiện tại đã biết. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cũng không nói gì, đem bàn chải đánh răng và khăn lông đặt ở phía trước bồn rửa mặt chải tóc. Một lát sau, Tư Dạ Hàn mở tủ quần áo ra. Nếu như Diệp Oản Oản có ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Trong tủ treo quần áo của Tư Dạ Hàn, vậy mà toàn bộ lại có thể đều là quần áo trẻ con, thậm chí còn có một vài món đồ chơi. Tư Dạ Hàn yên lặng lấy ra một bộ đồ ngủ, đặt ở trước giường. Qua đây. Tư Dạ Hàn đứng ở cạnh bồn rửa mặt, hướng về Đường Đường nói. Nghe tiếng, Đường Đường cũng không do dự, đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn lấy máy sấy tóc ra, bật chế độ gió nhẹ, nhẹ nhàng giúp Đường Đường sấy khô tóc. Cha, cha có biết dùng máy sấy tóc hay không? Đường Đường hơi nhíu mày. Tại sao hơi nóng trong máy sấy tóc, đều thổi lên trên mặt của nhóc vậy hả? Lần đầu tiên, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc. Vậy bình thường cha sấy khô tóc bằng cách nào? Đường Đường hỏi. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn cũng không trả lời câu hỏi này. Sau khi miễn cưỡng sấy khô tóc của Đường Đường xong, mới dẫn Đường Đường đi về phía phòng ngủ. Không bao lâu, Tư Dạ Hàn cầm quần áo ngủ trên giường lên, đưa cho Đường Đường. Biết mặc không? Tư Dạ Hàn hỏi. Không thích, nhìn chằm chằm bộ quần áo ngủ có phần đáng yêu trên tay cha mình, Đường Đường khẽ nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Lúc này, Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ trong tay, khẽ nhíu mày. Rõ ràng là anh dựa theo sở thích trước đây của cậu nhóc mà lấy đồ cho bé. Lúc ở Hoa Quốc, Oản Oản mặc cho nhóc loại quần áo ngủ này, nhóc đều rất thích. Còn không đợi Đường Đường tiếp tục nói gì, Tư Dạ Hàn xoay người đi tới cạnh tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Chọn. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói. Quá cao, không nhìn thấy. Đường Đường đáp. Tư Dạ Hàn yên lặng tại chỗ trong chốc lát, sau đó, ngồi xổm người xuống, một tay bế Đường Đường lên. Chọn. Tư Dạ Hàn tiếp tục nói. Cuối cùng, Đường Đường chọn một bộ quần áo ngủ còn tính là bình thường. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. Alo, Bảo Bảo. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh mềm mại ngọt ngào của nàng. Nghe được tiếng của mẹ trong điện thoại, lỗ tai nhỏ của Đường Đường nhất thời dựng lên. Bốn nhóc ngồi cách Tư Dạ Hàn xa xa, vào lúc này nhất thời lại chạy gấp về phía anh. Tư Dạ Hàn hướng về cậu bé nhìn một cái, cho con trai một ánh mắt, người mẹ con gọi chính là ta, ngay sau đó nối điện thoại, alo. Cậu bé thấy vậy, quai hàm chề ra, đầy bất mãn mà nhìn anh. Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản mở miệng nói,
anh trai em mang Đường Đường đến rồi phải không? Em đã nói với cha mẹ là đưa Đường Đường đến chỗ của thầy để kèm riêng, anh có thể ở chung với Đường Đường lâu hơn một lát. Tư Dạ Hàn, được. Dưới ánh mắt tố cáo của con trai, Tư Dạ Hàn mở loa ngoài, hơn nữa còn ngồi chồm hổm xuống. Đầu bên kia, Diệp Oản Oản không yên tâm dò hỏi, hai cha con sống chung như thế nào? Tư Dạ Hàn, rất tốt. Đường Đường, không, con thấy không tốt, cha nói dối. Ngay sau đó, Đường Đường liền bắt đầu than phiền đủ kiểu với mẹ, rằng mình ăn không ngon mặc không tốt, hơn nữa ngay cả tóc mà cha cũng không biết sấy. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản, tình cảnh hơi có chút lúng túng. Ngữ khí Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, em còn tưởng rằng, khi ở tại Hoa Quốc, anh cũng coi như là có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Tư Dạ Hàn, vốn anh cũng cho rằng, anh coi như là có kinh nghiệm. Nhưng sự thật so với tưởng tượng của anh lại hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc là cái gì tạo cho anh ảo giác, lại có thể cho rằng đứa nhỏ này rất dễ trông. Nhưng thời điểm có Oản Oản ở bên, quả thật rõ ràng là rất dễ trông. Chương 2086, lần popping candy đó đó. Nghe thấy giọng cô gái ở đầu bên kia, ngón tay nắm điện thoại của Tư Dạ Hàn hơi hơi căng lên, có vô số ý nghĩ, vô số câu hỏi muốn hỏi nàng, nhưng mà một chữ cũng đều không nói được. Mãi một lúc sau, Oản Oản. Diệp Oản Oản, sao vậy? Tư Dạ Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu bé bên cạnh, cậu con trai mà nàng sinh cho anh, Đường Đường. Là con của anh. Diệp Oản Oản nguýt một cái, anh hỏi lại em một lần thử xem. Anh xem khuôn mặt của con trai anh, rồi hỏi lại em một lần thử xem. Tư Dạ Hàn hướng về con trai nhìn một cái, nhất thời không nói gì. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, anh còn không nhìn cẩn thận như vậy. Anh chỉ cảm thấy rằng lông mi của Đường Đường rất giống Oản Oản, nhưng mà con nít đứa nào chả giống nhau. Sau thời gian xa cách lâu như vậy, đúng là càng ngày lại càng giống anh. Nhưng mà, sao lại thế? Âm thanh Tư Dạ Hàn có chút đứt quãng, lúc nào? Lúc nào có Đường Đường, anh lại hoàn toàn không biết. Nhắc tới chuyện này, Diệp Oản Oản cũng có chút chột dạ. Bởi vì chuyện này nói ra cũng thật ngộ, tựa hồ là nàng cố ý lừa gạt anh. Từ sinh nhật của Đường Đường mà suy tính, thời điểm lần đầu tiên nàng và Tư Dạ Hàn ngủ chung với nhau, liền đã có Đường Đường rồi. Hai ngày nay cứ mãi sứt đầu mẻ trán đối mặt với đủ loại oanh tạc điên cuồng của cha mẹ, vì vậy cho nên nàng đều không thể kịp nói cho Tư Dạ Hàn, nàng đã khôi phục lại ký ức rồi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đáp, chính là lần đó đó. Diệp Oản Oản nhắc nhở, là lần anh bị em dùng một gói popping candy thu mua đó. Một bên, Đường Đường u mê đến mức đầu cũng muốn méo đi một chút. Nhóc là sản phẩm của một lần cha bị mẹ dùng popping candy thu mua mà có. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, những thứ hồi ức phủ đầy bụi xưa rất xưa kia, chợt toàn bộ điên cuồng tràn vào trong mắt anh. Làm sao nàng biết? Hai con người Tư Dạ Hàn đột nhiên mở ra, âm thanh khàn khàn khô khốc, em. Đã. Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại, hừ hừ, không chỉ nhiêu đó, mà còn là toàn bộ, một chút không hề sót. Em còn tưởng rằng ban đầu tất cả đều là một mình em đơn phương, một bên tình nguyện quấn chặt lấy anh. Còn tưởng rằng là em lừa gạt, còn tưởng rằng là em ép anh làm, trai bán hoa, cưỡng bách anh, trong lòng cứ áy náy mãi. Ai ngờ là anh chơi đủ loại chiêu trò giả heo ăn thịt hổ, dục cầm cố túng các loại. Anh cũng quá đen tối rồi đi. Nói đến chỗ này, Diệp Oản Oản lập tức không nhịn được, bùng nổ một trận. Nghe cô gái nói gần từng chữ, nghe nàng đếm kỹ những thứ hồi ức kia, Tư Dạ Hàn chợt cảm thấy giống như có vô vàn thứ đã mất đi không ngừng quay ngược trở về trong lồng ngực anh, căng tràn và nóng hổi. Tư Dạ Hàn, làm sao sẽ là cưỡng bách, từ đầu tới cuối, đều là anh đang trăm phương ngàn kế giữ em lại, là anh, không thể rời bỏ em. Thanh âm khàn khàn của chàng trai từ trong điện thoại truyền tới. Hỏa khí cả người Diệp Oản Oản nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn lại toàn là cho bụi. Trời má, lại phạm quy nữa sao? Đang êm đang đẹp, ai cho phép anh đột nhiên nói lời tỏ tình? Nói cho anh biết, em cũng không dính chiêu này. Diệp Oản Oản lầu bầu. Tư Dạ Hàn, năm đó sau khi em đi, anh liền một mực ở bên trong nhà chờ đợi em, sợ em trở lại sẽ không tìm được anh. Diệp Oản Oản, cho em xin, lại phạm quy nữa rồi. Tư Dạ Hàn, Oản Oản, anh muốn gặp em. Âm thanh đè nén của chàng trai, khiến cho một chút cho bụi còn sót lại của Diệp Oản Oản nhất thời đều tan biến sạch, vù 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 trong lòng liền ngập tràn những bông hoa xinh tươi nở rộ, anh nghĩ rằng em không muốn sao.
Cha mẹ em hiện tại đang song song tiến hành giám sát em nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Có thể đem Đường Đường đưa qua chỗ anh vẫn là nhờ em bỏ tiền đút lót cho anh trai. Tư Dạ Hàn nhíu một cái, biết lần này là chính mình đã xúc động rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp. Xét tới biểu hiện lần trước của anh ở trước mặt cha mẹ, Diệp Oản Oản tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc đối với câu nói này. Chương 2087, Tư Hạ. Cùng lúc đó, một áng mây đen lững lờ trôi, phía bắc Độc Lập Châu, một hòn đảo nhỏ gần như ngăn cách với đời, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phảng phất như một con thú khổng lồ cao ngất trời, muốn cắn nuốt tất cả các sinh linh. Tiếng gió như tiếng thét gào của con quái thú, làm cho người ta kinh hãi. Bên trên hòn đảo rộng lớn kia, có những con đường mòn đầy cát sỏi đan xen chằng chịt với nhau. Chính giữa trung ương đảo là một tòa ngục giam to lớn, xung quanh được bọc kín bởi những thanh sắt đúc được đặc chế riêng, không một ai có thể đi vào, cũng như không một ai có thể đi ra. Giờ phút này, một chàng trai trẻ tuổi đang cầm lấy cái cuốc, đang không ngừng đào đào xới xới cái gì, cứ như là muốn đào một đường hầm vượt ngục, dùng sức của một người đào ra một con đường tự do. Ha ha ha, nhóc con, người mới vừa vào không bao lâu, đợi thời gian dài một chút, người sẽ tập thành thói quen thôi. Không sai, nếu như đào giống như người vậy liền có thể đi ra ngoài, chúng ta đã sớm đi ra ngoài, cần gì phải chờ tới bây giờ. Một bên, mấy người đàn ông trung niên nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi phía trước, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nghe tiếng, chàng trai trẻ có chút tuyệt vọng đem cái cuốc quăng mạnh xuống đất. Tiểu tử, người tên là gì? Một người đàn ông trung niên cầm đầu lên tiếng hỏi. Chàng trai trẻ yên lặng chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tư Hạ. Tư Hạ. Nghe tiếng, mấy người đàn ông trố mắt nhìn nhau. Họ Tư. Chẳng lẽ ngươi là người của Tư tộc? Toàn bộ Độc Lập Châu, họ Tư chỉ có thể đến từ Tư tộc. À, tôi nào tính là người của Tư gia gì chứ? Khóe miệng Tư Hạ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. Tư Hạ huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại bị bắt tới nơi này? Người trung niên cầm đầu nhìn về phía Tư Hạ, hơi nhíu mày. Nơi này, là vùng đất của sự tuyệt vọng. Thế nhân đều cho là, võ đạo liên minh công hội, có một tòa ngục giam trong lòng đất. Một tầng cuối cùng, nhốt trọng phạm có quyền thế, cùng hung cực ác. Nhưng mà, ở chỗ này, mới thật sự là nơi giam giữ kinh khủng nhất của võ đạo liên minh công hội. Tên của cha ta tại Độc Lập Châu, hẳn gọi là Tư Vô Thiên. Chỉ chốc lát sau, Tư Hạ đáp lời. Tư Vô Thiên, không phải là cái tên phản đồ Tư tộc tiếng xấu vang xa sao? Ngươi là con của hắn. Mấy người đàn ông trung niên thần sắc kinh ngạc. Tư Vô Thiên năm đó ở Độc Lập Châu, cũng coi như có danh tiếng không nhỏ. Nhất là sau khi bị trục xuất ra khỏi Tư gia, danh tiếng càng ngày càng lớn. Nhưng mấy năm gần đây, Tư Vô Thiên thật giống như đã rời khỏi Độc Lập Châu, mai danh ẩn tích. Vốn dĩ, ta tới Độc Lập Châu tìm cha ta, thuận theo đầu mối đó tìm tới Tư gia. Nhưng bọn họ nói ta là con của tội nhân, để cho võ đạo liên minh công hội bắt ta giam vào cái địa phương quỷ quái này. Hàn quang trong mắt Tư Hạ lóe lên. Sau khi biết được ngọn nguồn, mấy người đàn ông trung niên thở dài. Nếu là như vậy, người Tư tộc không đem Tư Hạ đánh chết tại chỗ, đã vạn hạnh lắm rồi, còn có cái gì để mà oán trách. Giờ phút này, bên trên toàn bộ đảo, tiếng người huyên náo. Có tin tức đồn rằng, bọn họ trước đó ở trên đảo có gặp được Kỳ Tu Nhiễm, Kỳ Hoàng. Ngay cả Kỳ Hoàng đều bị bắt đến nơi quỷ quái này sao? Chuyện này làm sao có thể? Không thể tin được, ngay cả nhân vật như Kỳ Tu Nhiễm đều. Không chỉ riêng Kỳ Hoàng, còn có thủ lĩnh Thiên Kiêu, Hải Đường. Thiên Kiêu, lão đại ca của Không Sợ Minh, Hải Đường lại cũng có thể bị bắt sao? Một bên là Kỳ Hoàng, một bên là Thiên Kiêu, hai thế lực lớn này là những tồn tại cao cấp nhất của Độc Lập Châu, tại sao có thể như vậy? Ồ, xem ra, thời tiết Độc Lập Châu thật sự muốn trở trời rồi. Một nơi cũ nát, hơi có chút tối tăm, bên trong khắp phòng giam tản ra mùi ẩm mốc. Trên khuôn mặt đẹp mắt của chàng trai, mang theo một vẻ tái nhợt không có tí máu nào. Cô gái nhìn chàng trai chằm chằm, chân mày nhíu lại thật chặt. Chương 2088, mỗi một ngày đều là sự hành hạ. Lý Đại Sư, thân thể của Tu Nhiễm. Thủ lĩnh Thiên Kiêu Hải Đường nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng đang giúp chàng trai kiểm tra thân thể. Nơi này không có bất kỳ thiết bị y tế nào, không cách nào kiểm tra kỹ càng được. Nhưng suy tính sơ bộ, sợ rằng thời gian còn lại nhiều nhất chỉ còn có mấy tháng. Lý Đại Sư lắc đầu một cái, thở dài nói.
Chuyện này, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, thật khó có thể tưởng tượng, người đàn ông này, sắp qua đời. Không sao, chàng trai mặt mũi tái nhợt nở một nụ cười thản nhiên, đã có lời rồi. Thật ra thì, Hải Đường cô hẳn phải biết, loại tình huống này của Kỳ Hoàng, đã coi như là kỳ tích. Lý Đại Sư lắc đầu một cái. Năm đó, Kỳ Hoàng mắc bệnh nan y, là tôi tự tay chẩn đoán. Nhiều nhất còn có thời gian 2-3 năm, Kỳ Hoàng có thể duy trì tới nay, hoàn toàn là dựa vào ý chí cứng cỏi không cách nào tưởng tượng được mà sinh tồn. Cái giá của loại ý chí này, là mỗi một ngày, đều phải thừa nhận sự đau đớn mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi. Lý Đại Sư thở dài. À, thật không nghĩ tới, Lý Đại Sư ngài cũng đi theo Hải Đường vào đây. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Ngày đó Lý Đại Sư và tôi cùng nhau thưởng thức trà, ngờ đâu gặp phải tai bay vạ gió. Tôi cũng rất áy náy. Hải Đường nhìn về phía Lý Đại Sư. Hải Đường, cô nói gì vậy? Có bắt hay không? Với tôi mà nói, không hề khác nhau chút nào. Bộ xương già này của tôi, còn có thể tiêu dao ở trên đời này bao lâu, sớm muộn cũng hóa thành một đống xương trắng. Nói chung là cũng không có vấn đề gì đâu. Lý Đại Sư nói. Lý Đại Sư, vậy thì bệnh của Tu Nhiễm, thật sự không có biện pháp gì sao? Hải Đường cau mày hỏi. Nghe tiếng, Lý Đại Sư yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái, đối với Kỳ Hoàng mà nói, bây giờ mỗi một ngày trôi qua, có khả năng đều là sự hành hạ. Có thể chịu đựng được, không cần lo âu. Kỳ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường nhẹ giọng cười một tiếng. Kỳ Hoàng, Hải Đường, tôi đi ra trước xem một chút tình hình nơi này. Lý Đại Sư giúp Kỳ Tu Nhiễm mặc quần áo xong, chợt đứng dậy rời khỏi nhà lao. Nhà lao nơi này, vây kín chung quanh, giọt nước không lọt, nhưng không hề khóa lại, có thể tùy ý ra vào. Mà cả một hòn đảo nhỏ này, mới thật sự là nhà lao. Ý chí cứng cỏi không cách nào tưởng tượng nổi. Tu Nhiễm, là bởi vì vô ưu sao? Chờ sau khi Lý Đại Sư rời đi, Hải Đường nhìn về phía gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn nở nụ cười hiền hòa của chàng trai. Cho dù, biết thời gian còn lại của mình không nhiều, mỗi ngày cần uống rất nhiều loại thuốc, lại phải chịu đựng sự đau khổ người thường căn bản là không có cách tưởng tượng nổi. Vậy mà khuôn mặt của anh, vẫn luôn là một nụ cười dịu nhẹ như gió xuân, vẫn luôn đầy sức hút như vậy. Là bởi vì vô ưu, để cho anh kiên trì tới bây giờ. Không tìm được cô ấy, cho nên không cam lòng sao? Hải Đường thở dài. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm lại lâm vào yên lặng. Cần gì chứ? Hồi lâu sau, Hải Đường nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, anh hẳn là càng hiểu vô ưu hơn so với tôi, không phải sao? Sau đó thì sao? Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Năm đó, anh bị Lý Đại Sư chẩn đoán ra được bệnh nan y. Cố ý xa lánh vô ưu. Anh yêu cô ấy như vậy, coi như sinh mạng của mình, tại sao không nói chân tướng cho cô ấy? Cần gì phải làm tổn thương trái tim cô ấy như vậy, khiến cho cô ấy cách xa anh? Hải Đường hỏi. Vô ưu, Kỳ Tu Nhiễm trầm mặc, sau đó thản nhiên nói, tôi chẳng qua chỉ xem cô ấy như một người em gái. Em gái, Hải Đường lắc đầu một cái, hiện nay, ngay cả bản thân mình mà anh cũng bắt đầu tự lừa gạt rồi sao? Nghe Hải Đường nói vậy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lại chìm vào trong yên lặng. Anh biết rằng mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh cô ấy, để cho cô rời xa anh nghĩ rằng tôi không rõ ràng sao. Anh không muốn để cho cô ấy đau khổ, cho nên lựa chọn một mình chịu đựng. Mà lần trước, tại Thẩm gia, anh và Tu La chủ giao thủ với nhau. Chương 2089, đáng giá không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, nguyên nhân chân chính, là đau lòng đi, cơ hồ anh đã đánh mất lý trí. Hải Đường bất đắc dĩ nói. Tu La chủ sao, hẳn cũng tính là người đáng cho cô ấy phó thác cả đời người. Sau một hồi, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nỉ non. Đáng giá không? Hồi lâu sau, Hải Đường hỏi. Cô nói xem, hai con người Kỳ Tu Nhiễm híp lại. Cho dù người khác đáng giá để phó thác, nhưng cũng không phải là anh. Hải Đường nhìn Kỳ Tu Nhiễm, người đàn ông này, nàng không thể nhìn thấu dù chỉ là mảy may. Phụt! Bỗng nhiên, từ trong miệng Kỳ Tu Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi. Không sao chứ? Thấy vậy, Hải Đường đỡ lấy Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm yên lặng chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói tôi. Đã không còn thời gian nữa rồi. Giống như Lý Đại Sư từng nói, bây giờ anh, mỗi một ngày trôi qua, đều là sự hành hạ đi. Ý chí kiên cường kia của anh, là tới từ vô ưu. Sau khi vô ưu trở về, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành. Anh mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy,
chỉ là vì muốn được gặp lại Vô Ưu một lần. Trong mắt Hải Đường có một thứ tâm tình khó tả. Kỳ Tu Nhiễm vẫn không nói một lời. Với tình hình thân thể bây giờ của anh, căn bản không thể động thủ. Nhưng mà lần trước anh lại cùng Tu La Chủ giao thủ. Anh là đang tự sát, nếu như không phải là lần đó, thân thể của anh sẽ không trở nên suy bại như thế. Hải Đường nói, đều giống nhau cả thôi. Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, tôi từng nói, thời gian của tôi đã không còn nhiều. Bọn họ ra tay, vừa vặn đúng lúc tôi phát bệnh. Tới nơi này, coi như là tôi vì Vô Ưu, làm một chuyện cuối cùng. Chàng trai sắc mặt trắng bệch, từng bước đi hướng về phía bên ngoài phòng giam. Nhìn theo bóng lưng Kỳ Tu Nhiễm rời đi, Hải Đường nói không nên lời. Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, với một bộ thân thể không lành lặn này, anh ta còn có thể làm cái gì nữa chứ? Cuối cùng Hải Đường cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Kỳ Tu Nhiễm. Trên đảo, bên trong một căn phòng tồi tàn không chịu nổi nào đó. Kỳ Tu Nhiễm chậm rãi bước vào nơi này. Kỳ Hoàng. Trong phòng là mười mấy người nam nữ, sau khi nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm, rối rít đứng dậy. Tu Nhiễm, làm sao anh lại sẽ bị bắt vào đây? Người cầm đầu, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, khẽ nhíu mày. Người nói chuyện, chính là người đứng đầu Bát Đại Thần, thủ hạ của Kỳ Hoàng. Không một ai ngạc nhiên vì đệ nhất đại thần, bởi vì trong số họ ai mà chẳng biết, ngay từ nhiều năm trước, vị đệ nhất đại thần này đã tiến vào bên trên hòn đảo này. Không cần hỏi nhiều, điều tra như thế nào? Kỳ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Võ đạo liên minh công hội, bọn họ nhất định là muốn độc bá độc lập châu. Hồi lâu sau, một cô gái trong bọn họ mở miệng nói. Tiếp tục, Kỳ Tu Nhiễm nói. Chúng tôi ở trên đảo điều tra, dòng chính và võ đạo công hội liên hiệp. Đệ nhất đại thần, thủ hạ của Kỳ Tu Nhiễm tiếp lời. Kỳ Hoàng, anh cũng biết, những năm gần đây, dòng chính đã bắt đầu phản công, âm thầm thuyết phục các đại thế gia phản bội. Tất cả những ai không chịu quy thuận, cuối cùng đều bị ám sát. Người này cau mày nói. Tất cả đều là do võ đạo liên minh công hội làm. Bọn họ dã tâm bừng bừng, độc lập châu sợ rằng không được an bình. Hai con người Kỳ Tu Nhiễm khép hờ, sau một hồi yên lặng, lại lắc đầu một cái, chưa chắc. Võ đạo liên minh công hội và dòng chính có quan hệ là sự thực, nhưng chưa chắc là đã thật sự thuận theo dòng chính. Ý của Kỳ Hoàng ngài là, võ đạo liên minh công hội sao? Có ý tứ. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, có lẽ, võ đạo liên minh công hội, đang bảo vệ mọi người cũng chưa biết chừng. Kỳ Tu Nhiễm dứt tiếng, mười mấy người ở đây trố mắt nhìn nhau. Võ đạo liên minh công hội. Bảo vệ mọi người. Thế lực trên đảo, 80-90% là những người phản đối dòng chính. Nếu như, võ đạo liên minh công hội nghe theo dòng chính, điều bọn họ phải làm, không phải là nhốt, mà là chém chết. Kỳ Tu Nhiễm nhẹ nhàng kết luận. Chương 2090, làm quá nhiều chuyện. Sự suy đoán của Kỳ Tu Nhiễm hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá, mọi người ở đây cũng không một ai tỏ ra có chút nghi ngờ nào. Kỳ Tu Nhiễm là người tài trí trẻ tuổi nhất độc lập châu. Ở trong toàn bộ thế giới ngầm do anh thống trị và Kỳ gia, mỗi một thời điểm cần đưa ra quyết định liên quan tới sống còn, người đàn ông này cho tới bây giờ chưa từng sai, một lần cũng không hề có. Giờ phút này, hô hấp của Kỳ Tu Nhiễm hơi có chút hỗn loạn, thân thể cũng hơi cong lại, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cũ nát ở bên cạnh. Thật ra thì, võ đạo liên minh công hội muốn ra tay với ta đã sớm biết được. Chỉ bất quá, ta cũng không muốn phản kháng mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói. Một bên, Hải Đường hơi nhíu mày. Lúc Kỳ Tu Nhiễm bị bắt, đúng lúc bệnh tật phát tác. Vốn cho rằng là Kỳ Tu Nhiễm vô lực phản kháng. Chưa từng nghĩ, anh ta lại chưa từng bao giờ có ý muốn phản kháng, mà là tự nguyện bị bắt, đi tới tòa ngục giam ngăn cách với đời này. Vị đệ nhất đại thần thủ hạ của Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Năm đó, Kỳ Tu Nhiễm sắp xếp cho hắn trà trộn vào dòng chính, trong một nhiệm vụ nào đó, đúng lúc phát hiện ra hòn đảo này, sau đó liền đem tình hình báo lại cho Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm vốn cho rằng, tòa đảo này có quan hệ cùng dòng chính, cho nên mới để cho hắn chủ động chui vào lưới. Làm bộ như bị bắt làm tù nhân. A thần. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía người đàn ông này, nhẹ giọng mở miệng nói, mấy năm nay, cực khổ cho cậu rồi. Nghe tiếng, hắn ta lắc đầu một cái, Tu Nhiễm, đừng nói như vậy, thật ra thì, mấy năm nay anh vẫn luôn thu thập các tin tức về dòng chính.
Người chân chính canh giữ Độc Lập Châu, là anh. Hải Đường đánh giá lại người đàn ông nho nhã trước mắt này. Tựa hồ luôn nhẹ nhàng như mây gió, mới có thể hoàn toàn lý giải về con người anh. Anh vì Độc Lập Châu, đã làm quá nhiều chuyện. Tại dòng chính, có đạt được tình báo gì hay không? Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Cũng có, A Thần vuốt cằm đáp, đầu tiên là cái con ả Nhiếp Linh Lung đó, đã sớm trở thành người của dòng chính. Năng lực của Nhiếp Linh Lung không thể xem thường, dã tâm cực lớn, tại dòng chính đã gây dựng được không ít thế lực. Những thứ này, Tu Nhiễm anh cũng biết. Đối với chuyện này, Kỳ Tu Nhiễm gật đầu một cái, còn nữa không? Còn có một việc. A Thần trầm tư rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói, thời điểm tôi mai phục ở dòng chính, đã từng nhìn thấy một người bí ẩn, do người thống lĩnh cao nhất của dòng chính tiếp kiến. Mà người đàn ông này... tựa hồ tràn đầy hứng thú với một cặp nhẫn tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng. Một cặp nhẫn. Nghe báo cáo này, Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Còn nhớ đến, ban đầu Vô Ưu từng cho anh xem hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn kia, chính bản thân Kỳ Tu Nhiễm cũng không biết được lai lịch của chúng. Thậm chí, anh từng nghe Vô Ưu nói, bởi vì chiếc nhẫn này, mà nàng bị dòng chính đuổi giết. Hồi lâu sau, hai con người Kỳ Hoàng híp lại. Tổng hợp lại tất cả tin tức, chỉ sợ, hai chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu kia, hẳn là đại biểu cho quyền lực tối thượng của Tử Vong Hoa Hồng. Cũng chính bởi vì như thế, dòng chính mới sẽ ra tay với nàng. Mọi người đều biết, Tử Vong Hoa Hồng, năm đó bị tất cả thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiêu diệt. Nhưng chân tướng là vì cái gì, người bên cạnh không rõ ràng, nhưng Kỳ Tu Nhiễm lại rõ ràng trong lòng. Tử Vong Hoa Hồng, truyền thừa mấy chục đời, thế lực trải rộng toàn thế giới. Làm sao sẽ có thể bị toàn diệt dễ dàng như vậy? Năm đó, thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng đã bị giải quyết tại chỗ. Mà phần lớn thế lực thuộc Tử Vong Hoa Hồng vẫn như cũ có chi nhánh tại các nơi trên thế giới. Tương truyền, tại Độc Lập Châu, có một người liên lạc của Tử Vong Hoa Hồng, chỉ cần chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, người liên lạc liền có thể thông báo cho các tinh anh của tổ chức ở khắp nơi trên thế giới tụ họp lại. Chương 2091, rốt cuộc có gì liên quan? Một cặp nhẫn đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng, vậy mà sau khi thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng chết đi, lại chưa bao giờ được tìm ra trên người bất kỳ ai. Kỳ Tu Nhiễm hơi nhíu mày, một cặp nhẫn kia, tại sao lại rơi vào trong tay của Vô Ưu? Điều duy nhất Kỳ Tu Nhiễm biết được, vẻn vẹn là thủ lĩnh đời trước của Tử Vong Hoa Hồng, có chút quan hệ với Nhiếp gia, coi như là bà con xa. Lần chiến tranh đó, Nhiếp gia cũng lại đóng vai trò đại nghĩa diệt thân, tham dự hành động truy quét tiêu diệt Tử Vong Hoa Hồng. Những thứ này, rốt cuộc có gì liên quan, đại biểu cho cái gì? Kỳ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Thấy vậy, thần sắc Hải Đường có chút nôn nóng, Tu Nhiễm, đừng suy nghĩ nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Thân thể người đàn ông này, căn bản đã bắt đầu không chịu nổi. Có giấy bút sao? Kỳ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Có thì có, nhưng Tu Nhiễm, thân thể của anh. A Thần mặt đầy lo âu. Không sao, lấy giấy bút cho tôi, Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe tiếng, A Thần thở dài. Trong lòng của hắn hiểu được, chuyện Kỳ Tu Nhiễm đã quyết định, không một ai có thể thay đổi. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể lấy giấy bút ra. Người bí ẩn, chiếc nhẫn, dòng chính, ba thứ này, rốt cuộc có gì liên quan? Kỳ Tu Nhiễm cầm bút. Nhanh chóng viết hết thắc mắc này tới thắc mắc khác lên trên tờ giấy ố vàng. Hiện nay, thứ có uy hiếp đối với Vô Ưu, một là võ đạo liên minh công hội, mà một bên khác, chính là dòng chính. Nói chính xác, là người bí ẩn có thể tự do ra vào dòng chính kia. Người bí ẩn có hứng thú đối với chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu, cho nên, nàng mới sẽ gặp phải truy sát. Giai đoạn hiện tại mà nói, uy hiếp lớn nhất, vẫn là gã đàn ông thần bí kia. Võ đạo liên minh công hội ở ngoài sáng, mà người bí ẩn, thì lại lẩn trong bóng tối. Hắn giống như một con rắn độc, lạnh giá mà âm trầm. Sau khi viết từng mối liên hệ lên trên giấy xong, sắc mặt Kỳ Tu Nhiễm, bỗng nhiên biến đổi. Một chút chuyện cũ ngày xưa, lần lượt xuất hiện trong đầu và tim anh. Chẳng lẽ sẽ là... Chân mày Kỳ Tu Nhiễm nhíu chặt, trong mắt hiện ra vẻ đầy kinh ngạc. Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, mới vừa muốn nói gì. Lại phát hiện, Kỳ Tu Nhiễm đã đem tờ giấy ố vàng được viết chẳng viết chịt kia, xé thành mảnh nhỏ. Một giây kế tiếp, từ trong khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm, trào ra một dòng máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Tu Nhiễm!
Hải Đường một tay đỡ lấy Kỳ Tu Nhiễm. Người đàn ông này, đang thiêu đốt tính mạng của mình. Rốt cuộc vì cái gì, mà ngay cả mạng của chính mình anh ta cũng đều không để ý. Hải Đường, Kỳ Hoàng. Đúng vào lúc này, Lý Đại Sư xông vào, vội vàng nói, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu gọi là Tư Hạ, mới vừa vào đây không lâu, chịu đựng không nổi việc mình bị giam trong tù, lại có thể bơi theo đường biển trốn chạy. Cậu nói xem có trùng hợp hay không, ở trên đường hắn chạy trốn, lại có thể phát hiện ra kho tài nguyên của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, bên trong có lượng lớn thuốc men. Có khả năng, đã vô dụng. Ánh mắt Hải Đường đầy phức tạp, thân thể của Tu Nhiễm. Dựa vào thuốc, có lẽ, đã không còn tác dụng. Lý Đại Sư, hẳn là ông còn rõ ràng điểm này hơn cả tôi đi. Nghe Hải Đường nói vậy, thần sắc mọi người tại đây, nhanh chóng ảm đạm đi. Quả thực, đúng như Hải Đường vừa nói, thật ra Kỳ Tu Nhiễm đã bị kháng thuốc, thân thể của anh đã bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Cho dù không bị kháng thuốc, thì tác dụng phụ của thuốc, cũng đã đủ để có thể lấy đi tính mạng của Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm thở dốc từng hơi thật khó nhọc, chợt, một lần nữa cầm lấy giấy bút, viết xuống một số thứ gì đó. Sau đó, anh gấp giấy lại, bỏ vào trong ngực. Cảm ơn các vị những năm này đã bầu bạn. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo nụ cười như tắm gió xuân. Chương 2092, cũng là hư vô. Trên hòn đảo hẻo lánh kia, mỗi ngày, sẽ có chuyên viên lái du thuyền đi mấy vòng, chuẩn bị thức ăn cho mọi người trên đảo. Ở trong nhà tù ngăn cách với đời này, liên tục thời gian nửa tháng, Kỳ Hoàng một mình ở lại trong kho chứa tài nguyên do Tư Hạ phát hiện, chưa từng bước ra khỏi đó nửa bước. Không một ai biết Kỳ Tu Nhiễm đang làm gì, chẳng qua chỉ có mình Hải Đường phụ trách đưa cơm hàng ngày cho Kỳ Tu Nhiễm. Mấy ngày cuối cùng, A Thần tới cầu kiến, chỉ bất quá, Kỳ Tu Nhiễm lại không gặp bất luận một ai. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể thở dài rời đi. Một ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, một cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Két, một tiếng, cửa kho hàng từ từ bị đẩy ra. Kỳ Tu Nhiễm mặc một thân áo sơ mi trắng như tuyết, chậm rãi từ trong kho hàng đi ra. Tu Nhiễm. Hải Đường một mực canh giữ ở chỗ này, sau khi nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm xuất hiện, vội vàng tiến lại gần. Vào giờ phút này, khóe môi Kỳ Tu Nhiễm nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hải Đường, nhẹ giọng nói, khí trời tốt, cùng tôi đi dạo một chút, có được không? Được. Hải Đường gật đầu một cái, cùng Kỳ Tu Nhiễm đi sóng vai. Dọc theo đường đi, Kỳ Tu Nhiễm yên lặng không nói. Ở một bên, Hải Đường cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, Kỳ Tu Nhiễm lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp được bao bọc tỉ mỉ, cũng nhắn với Hải Đường, sau này, xin đem chiếc hộp này giao cho Nhiếp Vô Ưu. Mãi đến lúc xế chiều, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, Tu Nhiễm, gió lớn. Đi về trước đi. Để cho tôi đi một mình đi, có thể không? Kỳ Tu Nhiễm nhìn Hải Đường, nở một nụ cười thật nhẹ. Nghe câu này, Hải Đường không chút do dự lắc đầu một cái. Với tình trạng hiện tại của Kỳ Tu Nhiễm, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều. Đi về trước đi. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường búng tay phát ra tiếng. Theo âm thanh tiếng búng tay, Hải Đường như mê như muội, theo bản năng đi về hướng ngược lại. Cô biết chính mình đã tính sai, người đàn ông này biết thuật thôi miên. Đợi sau khi Hải Đường rời đi, Kỳ Tu Nhiễm chắp tay, đứng ở cạnh bờ biển, một đôi con ngươi đầy nhu hòa, nhẹ nhàng nhìn về phía đại dương mênh mông bát ngát. Mọi người đều cho là, biển có màu xanh da trời, cũng không biết, màu sắc của biển, lại cũng là thiên biến vạn hóa. Kỳ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, có lúc xanh đậm, đôi khi xanh biếc, có thể hơi vàng, có thể đỏ thẫm. Nhân sinh, làm sao lại không phải là như thế? Chàng trai đứng chắp tay, gió biển thổi tới làm vạt áo anh tung bay xào xạc. Nhìn chằm chằm đại dương vô biên, thời khắc này, dáng người của anh, phảng phất như một hình ảnh cố định vĩnh hằng. Hồi lâu sau, chàng trai ngồi trên mặt đất, thật giống như đang hưởng thụ một cảm giác thư thích khó có được sau cùng. Không biết qua bao lâu, sóng biển vỗ nhẹ, chàng trai lại không biết đã đi nơi nào. Đoạn đường sơn thủy, biết đi nơi nào. Rạng rỡ xứ lạ, lĩnh hội tam phú. Lòng người khó lường, ấm lạnh tự ngẫm. Trải qua vạn khổ, như không có gì. Nắng chiều về Tây, lại là hoàng hôn. Phong độ nhẹ nhàng, khói bụi không nhiễm. Thời gian không còn, sắp tới phần mộ. Đại thiên thế giới, cũng là hư vô. Mới vừa trở lại trong đảo, Hải Đường đột nhiên thức tỉnh. Cơ hồ trong nháy mắt,
cô lần theo đường cũ quay lại. Chỉ bất quá, lại cũng chưa từng nhìn thấy được bóng người của Kỳ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, cô gái nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, Kỳ Tu Nhiễm. Người đàn ông này, làm cho cô thán phục biết bao. Trong lòng cô, anh là độc nhất vô nhị, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mà, anh đã ở lại mãi trong bóng đêm, không thể rời đi. Mà tại thời khắc cuối cùng, chàng trai thật giống như rời xa huyên náo, cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ ràng buộc nào. Đã từng có lúc, anh chịu rất nhiều ràng buộc. Hiện tại, những ràng buộc vướng bận này, sẽ không bao giờ có thể ràng buộc được anh nữa. Người đàn ông này, thật giống như vĩnh viễn đứng giữa một màn sương. Anh chưa từng vào giờ rời khỏi màn sương nọ, cũng như chưa từng đi vào bên trong sương mù. Chương 2093, mẹ, con đói. Nửa tháng sau, không sợ Minh, Diệp Oản Oản đem tập văn kiện nặng trịch trong tay quẳng sang một bên, trong mắt hiện ra từng tia lạnh ý. Đã quá lâu, những người mất tích kia, phảng phất như thể bốc hơi khỏi thế gian, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không sợ Minh cơ hồ phái ra nhân viên tình báo ưu tú nhất tiến hành điều tra trong bóng tối. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, lại không hề có bất kỳ đầu mối nào. Chiều hôm ấy, Diệp Oản Oản nhận được điện thoại của Tư Dạ Hàn. Đảo nhỏ, có ý gì? Thần sắc Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ. Tư Dạ Hàn nói qua điện thoại, Atula phát hiện ra một hòn đảo tại một hải vực ở cách Độc Lập Châu khá xa. Loại hải đảo như này, ở đâu cũng có, Diệp Oản Oản cũng không cảm thấy có gì khác thường. Bốn phía hải đảo, có người canh giữ. Tư Dạ Hàn lên tiếng. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Nếu như chẳng qua chỉ là hải đảo, vậy thì ngược lại không có gì ly kỳ. Nhưng nếu như, hải đảo lại có người phụ trách canh giữ, vậy thì nhất định là không tầm thường. Có người phụ trách canh giữ, cho nên, ý của anh nói là, những người trước đó biến mất tại Độc Lập Châu, đều đã bị bắt lên hòn đảo kia sao? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Chưa chắc, đầu kia điện thoại, Tư Dạ Hàn trả lời. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, điều Tư Dạ Hàn nói cũng có đạo lý. Cũng có thể một số tổ chức xem hải đảo kia thành nơi chứa tài nguyên, hoặc cũng có thể là đang khai thác gì đó. Nhưng, bất kể như thế nào, trước hết cũng cần đến điều tra rõ. Thật vất vả mới lần ra được một chút đầu mối hơi hơi có giá trị. A Cửu, ở chỗ nào, anh nói cho em nghe một chút. Diệp Oản Oản nói. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn lại chìm vào trong yên lặng. Nói chuyện đi, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Sau khi điều tra rõ, sẽ nói cho em biết. Tư Dạ Hàn đáp, Diệp Oản Oản. Trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rõ, Tư Dạ Hàn đây là đang lo lắng nàng sẽ tự đặt mình vào trong nguy hiểm. Nếu như hải đảo kia thật sự là nơi giam giữ, nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại cũng không hy vọng, Tư Dạ Hàn sẽ một mình ôm lấy hết thảy những thứ này. Dù sao, ban đầu người muốn điều tra chính là nàng, cũng không phải là Tư Dạ Hàn. Chỉ bất quá, với sự thấu hiểu về Tư Dạ Hàn của Diệp Oản Oản, e rằng nàng có truy hỏi như thế nào, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không nhiều lời. Vì vậy, Diệp Oản Oản cũng lười phí lời. Đường Đường sao rồi, ở chung với anh đã quen thuộc chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Con nhớ em, Tư Dạ Hàn đáp. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói tiếp, Tư Dạ Hàn lại nói, anh cũng thế. Diệp Oản Oản. Vì sao cảm thấy chỉ số nhạy cảm của anh trực tiếp tăng cao? Câu này chẳng lẽ là, Đường Đường dạy cho anh nói sao? Diệp Oản Oản gãi đúng chỗ ngứa. Tư Dạ Hàn. Sau một hồi yên lặng, Tư Dạ Hàn nói, bên này có buổi họp, tối nay liên lạc. Tư Dạ Hàn nói xong, liền vội vã cúp điện thoại. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động đặt lên bàn, chống cằm, chẳng lẽ bị mình đoán trúng, chột dạ. Hai cha con nhà này, dường như sống chung, cũng không tệ. Nếu như vậy, Diệp Oản Oản liền hoàn toàn yên tâm. Với tính cách của hai cha con nhà này, Diệp Oản Oản sợ rằng hai người một ngày nói với nhau không được mấy câu. Không có giao lưu ngôn ngữ, vậy thì làm sao bồi dưỡng tình cảm? Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại lần nữa vang lên, là Đường Đường gọi video tới. Lúc này, Diệp Oản Oản mở video lên. Đường Đường mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi ở đại sảnh, mà phía sau phòng khách, chính là phòng bếp. Mà ở trong phòng bếp, một người đàn ông đang bận rộn. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, Tư Dạ Hàn lại có thể tự mình xuống bếp. Nàng không nhìn lầm chứ, Tư Dạ Hàn lại cũng xuống bếp, dường như nhìn kiểu nào cũng không thể liên hệ hai hình ảnh này lại với nhau được đi.
Chương 2094, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Diệp Oản Oản theo bản năng xoa xoa cặp mắt, cuối cùng phát hiện, mình đúng là không nhìn lầm. Không đúng. Tư Dạ Hàn mới vừa rồi hình như có nói với mình, có một buổi họp sắp được tổ chức. Đây là đang họp sao? Mẹ! Sau khi Đường Đường nhìn thấy Diệp Oản Oản, cặp mắt liền sáng rực lên. Đường Đường, ở cùng với cha bên kia, có khỏe không? Diệp Oản Oản nhìn Đường Đường chằm chằm, ý cười đầy mặt. Nghe Diệp Oản Oản hỏi thăm, Đường Đường lại lắc đầu một cái, đói. Đói. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cha ruột nhóc không phải là đang nấu cơm sao? Cha nấu cơm, khó ăn. Đường Đường như là đọc được suy nghĩ trong lòng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản. Đường Đường ngoan ngoãn, kêu cha con đến đây. Diệp Oản Oản nói. Cha. Đường Đường hô. Sắp xong rồi. Tư Dạ Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Mẹ gọi cha, Đường Đường nói. Đường Đường vừa dứt tiếng, Tư Dạ Hàn sững sờ cả người, theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động của cậu bé. Tư Dạ Hàn, nhanh như vậy mà đã họp xong rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn mặc tạp dề, trong tay cầm sẻng cơm, cười ha ha. Một thân này, nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ, càng nhìn càng thấy tức cười. Mẹ, hôm nay cha không hề có buổi họp nào. Đường Đường thuận miệng nói. Ồ, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tư Dạ Hàn. Đường Đường, ở chỗ cha ngoan ngoãn một chút, qua mấy ngày mẹ liền sang đó đón con, có được hay không? Diệp Oản Oản rời ánh mắt khỏi người Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Đường Đường. Vâng ạ, Đường Đường gật đầu một cái, mẹ, con đi ăn cơm. Nói xong, cuộc gọi video kết thúc. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tư Dạ Hàn nhìn Đường Đường chằm chằm. Đường Đường cũng nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không sợ Minh. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Không hổ là con trai ruột của mình, coi như là cha ruột cũng chơi xỏ được, không tệ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thậm chí có thể hình dung ra được tâm tư không cách nào nói rõ được kia của Tư Dạ Hàn. Bảo bảo do chính mình sinh ra, thật là đáng yêu quá đi mà. Phong tỷ, tỷ tìm đệ. Chỉ chốc lát sau, cái đầu to của bắt đầu từ trong khe cửa ló vào, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không sợ não bị kẹt cửa, đi vào, Diệp Oản Oản cau mày nói. Ồ, nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa chính phòng làm việc ra, một đường chậm rãi chạy tới. Tôi hỏi cậu, những ngày gần đây, sự tình điều tra thế nào? Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ặc, Phong tỷ, chuyện này, thật ra thì là thế này. Thật ra thì không trách đệ được. Đại trưởng lão và thất tinh bọn họ, cũng không thể điều tra rõ ràng. Đệ cảm thấy, dục tốc bất đạt, có gì từ từ tìm. Nước này, cũng nên từ từ uống. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, hơi có chút chột dạ báo cáo. Cậu có tin tôi đem đầu cậu ngâm dưới nước hay không? Diệp Oản Oản đe dọa. Bắt đầu, đừng mà Phong tỷ, đệ lập tức đi tìm, đệ sẽ ngựa không ngừng vó mà tìm. Dù đệ có lật tung cả Độc Lập Châu, đệ cũng phải tìm ra bọn họ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ thở dài. Người ta đều đã điều tra đến biển rồi, hắn ta vẫn đang còn tìm tại Độc Lập Châu. Làm ăn kiểu này, con miệng nó, trăm năm hắn cũng làm không ra hồn. Ra biển, tìm hải đảo ở lân cận, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, bắt đầu thoạt tiên là sững sờ, chợt vỗ đùi, đúng vậy. Làm sao đệ lại không nghĩ ra chứ? Phụ cận có rất nhiều hải đảo, nói không chừng. Những người mất tích đó, đều đang bị giam ở trên đảo. Bắt đầu nói xong, lập tức giơ ngón tay cái lên đưa về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ, tỷ thật sự là cao. Cao thâm đừng dò, xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cao thâm đừng dò là cái quỷ gì, chẳng lẽ không phải là cao thâm khó dò sao? Chương 2095, trường học nhiều bài tập. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ bội phục. Chỉ bất quá, trong sự bội phục này lại có thể thấy rõ ràng là có yếu tố nịnh bợ trong đó. Phong tỷ, trừ không sợ mình chúng ta ra, để phát hiện, người của Atula, dường như cũng đang điều tra chuyện này. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản báo cáo. Biết rồi, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Trời má, Atula người ta ngay cả vị trí hải đảo đều đã tra ra được, còn hắn lại chỉ mới biết người của Atula đang điều tra chuyện này. Phong tỷ, thật ra thì đệ có một chủ ý tốt hơn. Bắt đầu mặt đầy thần bí, Phong tỷ, thật ra thì,
chúng ta hoàn toàn có thể tìm người đi theo phía sau Mông Atula. Nếu như vậy, không phải chúng ta sẽ có thể tiết kiệm cả thời giờ và sức lực rồi sao? Nghe bác đầu nói như vậy, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đề nghị của bác đầu, quả thực vẫn tính là không tệ. Tư Dạ Hàn sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nên cũng không chịu nói cho nàng biết tung tích của hòn đảo có người canh giữ kia. Nếu như không sợ Minh bên này có người âm thầm đi theo nhóm điều tra của Atula, vậy thì tung tích hòn đảo kia cũng không phải là bí mật gì nữa. Đương nhiên, muốn bám đuôi Atula cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu để cho bác đầu đi theo, Diệp Oản Oản có thể thề với cái bóng đèn, cái thằng này trong vòng 2 ngày, nhất định sẽ bị đội điều tra của Atula bắt tại chỗ. Phong tỷ, tỷ cứ yên tâm 800 cái tâm đi. Chuyện này giao cho đệ, tuyệt đối không thành vấn đề. Đệ sẽ phái người đi đường thủy, điều tra các đảo lân cận. Mà chính bản thân đệ, siêu cấp kiện tướng trẻ tuổi nhất không sợ Minh, sẽ đích thân đi làm, tự mình đi theo dõi đội ngũ điều tra của Atula. Đến lúc đó vô luận bên kia có tin tức gì, đối với chúng ta mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại, quá hoàn mỹ rồi. Bắt đầu mặt đầy kích động, Phong tỷ, đệ cũng coi như là một thiên tài đi. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hơi có chút nhức đầu, hai tay day huyệt thái dương một cái, nhìn chằm chằm bắt đầu, không cần đâu, cậu sẽ tự mình đi điều tra các đảo phụ cận. Hề, tại sao, bắt đầu mặt đầy mộng bức, loại chuyện như theo dõi này, hắn là chuyên gia đó nha. Tại sao, Diệp Oản Oản liếc bắt đầu một cái, tôi sợ đến lúc đó còn phải đi Atula chuộc cậu ra. Bắt đầu. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của bắt đầu, Diệp Oản Oản không chút do dự cự tuyệt mấy lần. Cuối cùng, bắt đầu chỉ có thể mất hết ý chí, dẫn người đi điều tra đường thủy. Mà sự tình theo dõi đội điều tra của Atula các loại, Diệp Oản Oản liền giao cho đại trưởng lão và thất tinh hai người. Ở trong không sợ Minh, đại trưởng lão học rộng tài cao, thất tinh có tính cách trầm ổn nội liễm. Để hai người này làm việc cùng nhau, Diệp Oản Oản có chút yên tâm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Tranh thủ mấy ngày nay, Diệp Oản Oản trở về Nhiếp gia một chuyến. Nhiếp chủ mẫu và gia chủ bất ngờ truy hỏi tin tức của Đường Đường, mà Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nàng nói với hai người, Đường Đường còn đang đi học, gần đây trường học tương đối nhiều bài tập. Bất quá cũng còn may, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu cũng không truy hỏi quá nhiều, dường như cũng không nảy sinh nghi ngờ gì. Mà vào hai ngày sau, Nhiếp Linh Lung mới quay trở về Nhiếp gia. Hơn nữa ở ngay trước mặt Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, hướng về phía Diệp Oản Oản nói câu xin lỗi có vẻ vô cùng chân thành. Tỷ tỷ, thật có lỗi. Nếu như không phải là tôi bị kẻ giả mạo đó lừa gạt, cô cũng không cần chịu nhiều ủy khuất như vậy. Đều là tôi không tốt, để cho tỷ tỷ chịu khổ. Đại sảnh Nhiếp gia, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ưu sầu. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, nhắc lại làm gì, cô cũng là bị người khác che mắt. Dù sao, cô cũng không được thông minh đến mức vừa nhìn cái liền phân biệt được thật giả, đúng không? Nghe Diệp Oản Oản nói, trong mắt Nhiếp Linh Lung tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhưng ngoài miệng lại đáp tỉ tỉ nói phải. Chương 2096, theo dõi một người. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Con hàng Nhiếp Linh Lung này, rốt cuộc có mục đích gì, Diệp Oản Oản cũng không biết rõ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu nó đã muốn chơi, thì mình liền chiều theo nó, chơi tới cùng là được. Bây giờ, Nhiếp gia này sẽ không bao giờ lại là do Nhiếp Linh Lung và thứ hàng giả đó một tay che trời, mà là Diệp Oản Oản chiếm hết quyền chủ động. Chỉ bất quá, ở giai đoạn hiện tại mà nói, cũng không đến nỗi phải cạn tàu giáo máng đối với ả ta. Diệp Oản Oản chỉ muốn nhìn một chút, Nhiếp Linh Lung tiềm phục tại Nhiếp gia, rốt cuộc có mục đích gì, định làm những gì. Linh Lung, quả thật là con phải nói xin lỗi vô ưu tỷ của con. Nhiếp chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, mở miệng nói. Vâng, thưa mẹ, trong lòng con hiểu được, nếu như không phải là vì con, tỷ tỷ cũng sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như thế. Nhiếp Linh Lung hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành đổ thừa cho kỹ thuật diễn xuất của con hàng giả đó quá tốt. Hơn nữa vì giả mạo tỷ tỷ, đã chuẩn bị đủ công phu, con cũng rất khó lòng đoán được. Nghe Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu hướng về Nhiếp Linh Lung quan sát thêm vài lần. Thật ra thì, ngược lại cũng không thể chỉ trách mỗi Nhiếp Linh Lung. Là cha mẹ, không phải là bọn họ cũng đồng dạng không thể phát hiện ra thân phận của hàng giả kia sao? Linh Lung, thật sự là ngươi nhận lầm sao? Nhiếp gia chủ có thâm ý khác nhìn về phía Nhiếp Linh Lung.
Nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng, Nhiếp Linh Lung vô cùng khẳng định gật đầu một cái, mở miệng nói, cha. Con khốn hàng giả đó, ẩn núp thực sự quá tốt. Hơn nữa, cha mẹ cũng không thể nhận ra đấy thôi. Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Câu này thật đúng là khiến cho bọn họ không còn lời nào để nói. Cha, mẹ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp gia chủ và chủ mẫu, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Linh Lung muội muội cũng là bị người khác che đậy. Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là vì muốn mau sớm tìm ra được con. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản một cái, cũng không nói thêm gì. Việc Nhiếp Linh Lung nhận sai với Nhiếp Vô Ưu kiểu này, còn cần phải cẩn thận điều tra một phen. Tỷ tỷ, vô cùng xin lỗi. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói. Ồ, nói làm gì? Giữa hai chị em chúng ta với nhau, cần gì phải nói xin lỗi? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Sau khi rời khỏi Nhiếp gia, Diệp Oản Oản liền trở lại Không Sợ Minh. Minh chủ, ngài tìm tôi. Tam trưởng lão đi vào phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cẩn trọng nhìn tam trưởng lão, nói tôi muốn ông theo dõi một người. Minh chủ, mời nói. Tam trưởng lão gật đầu liên tục. Nhiếp Linh Lung, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Nhiếp Linh Lung, thần sắc tam trưởng lão hơi có chút cổ quái, Minh chủ. Cô nàng Nhiếp Linh Lung đó, không phải là em gái của ngài sao? Theo dõi cô ta làm cái gì? Quan hệ giữa Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Lung, Độc Lập Châu có ai mà không biết? Bây giờ, bọn họ đã biết được, thân phận chân chính của Minh chủ nhà mình chính là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, có quan hệ tỉ muội với Nhiếp Linh Lung. Điểm này, ông không cần hỏi nhiều, nhưng phải nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Nhiếp Linh Lung đi qua những địa phương nào, gặp người nào, ông đều phải nắm rõ, không được bỏ sót bất kỳ thứ gì. Diệp Oản Oản nghiêm mặt căn dặn. Xin Minh chủ yên tâm, chuyện này giao cho thuộc hạ, sẽ không có chút sơ hở nào. Tam trưởng lão gật đầu đáp ứng. Tam trưởng lão vừa định xoay người rời đi, Diệp Oản Oản đã gọi ông ta trở lại. Nhiếp Linh Lung chỉ sợ không hề đơn giản như mặt ngoài, ông cũng phải cẩn thận vạn phần. Muôn ngàn lần không thể bị cô ta phát hiện, có một điểm, ông nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như, ông bị Nhiếp Linh Lung phát hiện, đừng để ý đến bất kỳ điều gì, 36 kế, chuồn là thượng sách. Diệp Oản Oản đặc biệt dặn dò. Chương 2097, chính là muốn kiếm tiền. Căn cứ theo sự quan sát của Diệp Oản Oản, Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Nếu như, cô ta chỉ dựa vào một con hàng giả kia, đã muốn lật đổ Nhiếp gia, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Trừ phi, thực lực bản thân Nhiếp Linh Lung vững vàng, chính là khả năng đầu tiên. Thứ hai, sau lưng của Nhiếp Linh Lung, tuyệt đối có người. Khả năng thứ ba, cũng là khả năng mà Diệp Oản Oản không hy vọng xảy ra nhất. Thực lực bản thân Nhiếp Linh Lung vững vàng, sau lưng lại có người. Minh chủ đang lo lắng chuyện gì? Tam trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, hơi có chút không hiểu. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản yên lặng chốc lát, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Luôn cảm thấy, lần điều tra theo dõi Nhiếp Linh Lung này, cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Thậm chí, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Oản Oản căn dặn như vậy, cũng là hy vọng tam trưởng lão có thể làm việc với một thái độ vô cùng cẩn thận, ngàn vạn lần đừng nên thiếu cảnh giác. Tóm lại ông nhớ kỹ một câu, nếu như phát hiện có bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp đến mình, lập tức bỏ qua nhiệm vụ lần này. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, minh chủ nhà mình sợ là đã coi thường ông ta rồi. Chẳng qua chỉ là theo dõi một con đàn bà mà thôi, làm sao sẽ có thể có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng của mình chứ? Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm việc cẩn thận, tuyệt sẽ không xuất hiện sơ suất. Sau khi tam trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Tam trưởng lão mới vừa rời đi, Nhiếp Vô Danh đã cả lơ phất phơ đi vào. Em gái bảo bối của anh, đang làm gì vậy? Nhiếp Vô Danh không coi ai ra gì, ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên một trái táo trong dĩa trái cây. Lúc này, Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Cái tên này tới Không Sợ Minh, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Em còn muốn tìm anh tính sổ đây, chính anh lại chạy tới cửa. Diệp Oản Oản tức giận nói, ngày hôm qua, anh tới Không Sợ Minh, dùng danh nghĩa của em, dám để cho Không Sợ Minh thuê một tiểu đội của anh có ý gì? Không Sợ Minh thiếu hụt nhân lực sao? Em gái, em nhìn lại lời nói này của mình mà xem.
Nhiệm vụ ngày hôm qua Không Sợ Minh chấp hành, nguy hiểm biết bao nhiêu. Không Sợ Minh là của em gái, mà anh là anh ruột của em, khẳng định là anh phải chiếu cố em nhiều hơn đó nha. Anh nói cho em biết, đội ngũ mà Không Sợ Minh thuê, là một trong những đội ngũ tốt nhất trong tay anh đấy. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Diệp Oản Oản, con mẹ nó, tốt thì tốt, chủ yếu, tiền thuê cũng nhiều nốt. Không Sợ Minh đã rất lâu không đi bảo kê, hiện tại. Trong tay cũng rất túng quẫn. Anh đến tìm em, là cha mẹ nhắn em trở về sao? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, mở miệng nói, em gái, gần đây không phải là em đang tìm những người mất tích kia sao? Anh thấy Không Sợ Minh tìm thời gian dài như vậy cũng không lần ra đầu mối gì, không bằng. Thuê tiểu đội của anh đi. Tiểu đội của anh có thể thề với trời, tuyệt đối rất ổn. Nghe Nhiếp Vô Danh nói một hồi, Diệp Oản Oản suýt chút nữa sặc nguyên ngụm nước vào mặt hắn. Cái tên này, thật sự nghèo như vậy sao? Trước còn nghe nói, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân, đầy bá đạo chiếm đoạt của A-tu-la cả một khoản lớn. Diệp Oản Oản mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng con ngươi lại hơi chuyển một cái, trên mặt bỗng nhiên nở ra một nụ cười, chuyện tìm người, cũng không nhọc anh trai quan tâm. Chỉ bất quá, em bên này thật đúng là có việc cần. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh liền, một phát ăn sạch trái táo, sau đó vội vàng nói, em xem đi, anh đã nói rồi mà. Em gái có chuyện gì, nhất định phải nói cùng với ca ca. Anh là anh ruột của em, nào có anh ruột không yêu thương em gái mình. Em nói mau, rốt cuộc có chuyện gì, chúng ta thương lượng. Diệp Oản Oản, anh con miệng nó, chính là muốn kiếm tiền. Chương 2098, quỳ xuống, dâng cho em nén hương. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vô hình như có như không, thật ra thì, rất đơn giản. Em muốn theo dõi một người, người của anh, dùng được sao, có thể sẽ hơi có chút nguy hiểm. Còn bà nó, theo dõi, bọn anh rất chuyên nghiệp. Mặc kệ em cần theo dõi người, hay là quỷ, thậm chí là yêu ma, bọn anh cũng có thể làm. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, trong nháy mắt ngồi thẳng người, nhìn sơ qua cũng có bộ dáng của một ông chủ. Không cần các người theo dõi yêu ma quỷ quái gì, giúp em, đi theo Nhiếp Linh Lung. Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Được à nha, cho dù là ai cũng không thành vấn đề, yên tâm. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh chợt hơi sững sờ, mặt đầy mộng bức cái gì. Theo dõi Nhiếp Linh Lung. Không sai, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Anh nói này vô ưu, em không bị sao chứ, theo Nhiếp Linh Lung để làm gì. Nhiếp Vô Danh cảm thấy khó hiểu. Ca ca, thật ra thì em đã sớm muốn nói với anh rồi. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, con hàng giả đó, thật ra thì là do Nhiếp Linh Lung tìm đến. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh sững người tại chỗ, khó lòng tin nổi, kẻ giả mạo kia là do Nhiếp Linh Lung tìm đến. Con bà nó, em gái, rốt cuộc là thật hay giả? Nhiếp Linh Lung chính là do em năm đó đòi sống đòi chết dẫn vào Nhiếp gia. Hiện tại nó lại đi hại ngược lại em sao? Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Thật ra thì, nàng cũng không biết chính mình năm đó chúng phải gió gì, tại sao lại muốn dẫn Nhiếp Linh Lung trở về Nhiếp gia? Chẳng lẽ vẻn vẹn chẳng qua là vì thấy cô ta đáng thương? Chỉ bất quá, đoạn ký ức liên quan tới vấn đề này, trước mắt Diệp Oản Oản vẫn chưa thể khôi phục lại. Anh tin em, hay là tin Nhiếp Linh Lung? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Nói nhảm, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng phát dậy, em là em gái ruột của anh, Nhiếp Linh Lung là cái thá gì? Diệp Oản Oản vỗ tay phát ra tiếng, vậy thì tốt rồi. Mẹ nó, anh đã sớm nói Nhiếp Linh Lung kia không phải là thứ gì tốt, ăn cây táo, rào cây sung. Lại có thể tìm một thứ hàng giả giả mạo em, còn làm ra vẻ vô tội như thế, ngay cả anh đều bị ả ta lừa gạt. Tức chết anh rồi, Nhiếp Vô Danh nổi trận lôi đình, không được, anh nuốt không trôi cục tức này. Mắt thấy Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ như muốn rời đi, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy đầu đều to như cái đấu rồi. Trước đó không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh, cũng chính là vì Diệp Oản Oản sợ cái tính tình nóng nảy này của anh ta. Đứng lại cho em. Diệp Oản Oản lập tức tiến lên, ngăn Nhiếp Vô Danh lại. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh hỏi, vô ưu, làm sao em lại cản trở anh? Từ lúc nào em lại biến thành Bồ Tát sống rồi vậy hả? Nhiếp Linh Lung đứng ở trên đầu em. Mấy chữ cuối cùng, Nhiếp Vô Danh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị một ánh mắt trợn trừng của Diệp Oản Oản ép nuốt ngược trở về. Một đứa được em nhận nuôi,
cho vào Nhiếp gia, không biết báo ơn thì coi như xong đi, lại còn đối xử với em như vậy, vậy mà em đều nhịn được sao? Em là Bồ Tát à? Hay để anh đây quỳ xuống, dâng cho em nén hương? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản, hơi có chút tức giận cau nhau. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh có chút nóng giận ở trước mặt này, không khỏi cảm thấy, vị ca ca ruột này của mình, còn rất biết bao che. Nhiếp lão bản, đi đi thôi, đi đánh chết cô ta đi. Xem ra, đối với đơn hàng này, anh không có hứng thú gì rồi. Diệp Oản Oản thở dài. Nhiếp Vô Danh, đi đi chứ, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Danh cứ đứng đực mặt tại chỗ. Suy tính kỹ một chút, vẫn là nên nghe lời em. Trước tiên bàn chuyện làm ăn đi. Nhiếp Vô Danh vô cùng nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon. Em cần nhân viên tình báo tốt nhất bên anh, điều tra nhất cử nhất động của Nhiếp Linh Lung giúp em. Nhưng không thể để cho cô ta phát hiện. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm nghị. Chẳng hiểu tại sao, tam trưởng lão bên kia, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy tâm thần có chút bất an. Tuy chỉ là trực giác, nhưng Diệp Oản Oản cũng không dám đi đánh cược. Nàng luôn cảm thấy, tam trưởng lão, thời điểm đang điều tra Nhiếp Linh Lung, sẽ chết. Chương 2099, từng ly từng tí thuộc về chính mình. Trước mắt, mặc dù tam trưởng lão đối với Diệp Oản Oản nói gì nghe nấy, nhưng khuyết điểm của bản thân lại rất khó sửa đổi, quá mức tự đại. Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem Nhiếp Linh Lung để ở trong mắt. Đây rất có thể sẽ là một cái hố khiến cho ông ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thật ra thì, không chỉ riêng tam trưởng lão, người của cả Không Sợ Minh, có ai mà không phải là loại cuồng vọng tự đại. Nhưng người của Nhiếp Vô Danh thì lại khác. Diệp Oản Oản đã từng tiếp xúc cùng với đoàn đội lính đánh thuê của Nhiếp Vô Danh. Bọn họ là đoàn đội chân chính, mỗi một người đều có phân công cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nhân số mỗi tiểu đội không nhiều, nhưng là tinh anh trong tinh anh. Tổ hợp lại với nhau, là một chỉnh thể với thực lực cường đại khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Chỉ cần cấp đủ chi phí cho lính đánh thuê, bọn họ sẽ mang đến cho khách hàng của mình cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Ngược lại, nếu như tiền thuê không đủ, vậy thì, chỉ sợ cũng không quá dễ nói rồi. Yên tâm đi em gái. Bất quá, em gái ngoan, đội ngũ lính đánh thuê dưới tay anh thật nhiều. Giá cả cũng rất bất đồng. Em có thể trả được bao nhiêu? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Số này. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay. 100. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, 100 đồng tiền. Còn không đủ để ăn cơm đấy. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. 1000, 1000 cũng không đủ mà. Diệp Oản Oản híp mắt, tiếp tục đoán. 10000, vậy, quá miễn cưỡng rồi đi. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Em cho anh 100 lần 10000, Diệp Oản Oản nói. 10 triệu, cặp mắt Nhiếp Vô Danh sáng rực. Diệp Oản Oản, 100 lần 10000 là 10 triệu. 1 triệu, Diệp Oản Oản tức giận. Nhiếp Vô Danh năm đó từng thề độc. Muốn dẫn dắt lính đánh thuê độc lập châu, dùng giá tiền thấp nhất làm nhiệm vụ tốt nhất. Cho anh ta 1 triệu, đã coi như là số tiền lớn, lại còn muốn 10 triệu. Tại sao anh ta không đi cướp đoạt luôn đi? 1 triệu, được, vậy cũng được rồi. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, em gái, em yên tâm đi, anh sẽ điều đoàn đội tốt nhất trong tay anh cho em. Em đừng nhìn anh, số tiền này cũng không rơi vào trong túi anh, đều là của bọn họ. Anh chỉ lấy 15% phí môi giới mà thôi. Anh, bảo người của anh cẩn thận một chút. Còn nữa, trông chừng tam trưởng lão Không Sợ Minh bên em, đừng để cho ông ta gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Em luôn cảm thấy, Nhiếp Linh Lung sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Em gái, em yên tâm, anh biết phải làm sao. Anh trai em thứ khác không được, nhưng loại chuyện này, anh của em là thiên tài. Nhiếp Vô Danh nói xong, lập tức gọi điện thoại cho đoàn đội thủ hạ, alo. Tôi nhận một đơn làm ăn lớn. Các cậu mời cơm, chờ tôi đến nói tường tận. Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Vô Danh rời đi, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ rốt cuộc có coi Nhiếp Linh Lung ra gì hay không vậy? Thật ra thì, lần này thuê đoàn đội của Nhiếp Vô Danh, cũng như mua bảo hiểm. 1 triệu, quá đáng giá. Nếu như tam trưởng lão điều tra không ra, còn có đoàn đội Nhiếp Vô Danh. Mà nếu như tam trưởng lão có bất kỳ nguy hiểm nào, đoàn đội Nhiếp Vô Danh cũng có thể nhanh chóng điều động. Một mũi tên hạ hai con chim. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Oản Oản ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi chốc lát. Chính mình bây giờ đã khôi phục lại thân phận của Nhiếp Vô Ưu, là thời điểm đi đến học viện xích diễm ngửa bài.
Năm đó, mình là siêu cấp thiên tài của học viện Xích Diễm, lại còn là huấn luyện viên ma quỷ, truyền kỳ của Xích Diễm. Điểm cống hiến trên người, chắc chắn sẽ không ít, chỉ bằng dùng thân phận của Nhiếp Vô Ưu, đi xem một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu điểm cống hiến vinh dự, sau đó. Để cho viện trưởng thôi miên cho mình một lần nữa. Thật ra thì, Diệp Oản Oản rất tò mò, tại sao mình lại muốn dẫn Nhiếp Linh Lung trở về Nhiếp gia. Còn nữa, từng ly từng tí của Nhiếp Vô Ưu mình, đã đến thời điểm khôi phục. Chương 2100, người đàn ông thần bí. Lúc đêm khuya, ngoại vi Độc Lập Châu, một nơi yên tĩnh nào đó. Lão giả mặc một bộ đồ đen, như u linh trong đêm tối, tốc độ cực nhanh, phảng phất như đang lướt đi trên đất bằng. Rất nhanh, thân hình của lão giả hơi ngừng lại, ánh mắt hướng về nữ nhân ở xa xa quan sát. Tam trưởng lão nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm, trên khắp khuôn mặt là thần sắc lạnh lẽo băng giá. Quả thực ông cảm thấy rất kỳ quái, vì sao minh chủ lại để cho ông theo dõi một nữ nhân như vậy? Thậm chí, nữ nhân này sẽ uy hiếp được sự an toàn của mình. Căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày, không thực tế. Tập trung một chút, giữ khoảng cách, không nên để cho mục tiêu phát hiện. Lúc này, tam trưởng lão mở miệng nói, bên mép là bộ đàm. Tam trưởng lão, nữ nhân này đi ra khỏi phạm vi của Độc Lập Châu rồi, còn phải tiếp tục theo sao? Rất nhanh, trong bộ đàm truyền tới tiếng người. Nghe câu hỏi này, tam trưởng lão yên lặng một lát, sau đó chậm rãi nói, mục tiêu có phát hiện các ngươi không? Tuyệt đối không có. Được, vậy thì tiếp tục theo dõi. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Nhưng mà, tam trưởng lão, phía trước là khu vực bên ngoài Độc Lập Châu. Nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, người của chúng ta căn bản đuổi không kịp. Có nên trước tiên báo lại cho minh chủ một tiếng, nghe xem ý tứ của minh chủ là gì? Chê cười, tam trưởng lão lạnh lùng nói, chút chuyện nhỏ này, còn cần đi làm phiền minh chủ nghỉ ngơi sao? Được rồi, nghe tam trưởng lão. Nói xong, thân hình của mấy người này, trong nháy mắt biến mất. Tam trưởng lão cũng tăng tốc độ đuổi theo. Ước chừng nửa giờ sau. Tới rồi. Một người đàn ông mang khăn che mặt xuất hiện ở chỗ này. Đại nhân, Nhiếp gia có khả năng đã không cách nào khống chế được. Bất quá cũng còn đỡ, con hàng giả đó bị tên ngu xuẩn Nhiếp Vô Danh kia tung một trường vỗ chết. Nếu không, rất có thể tôi sẽ bại lộ. Nhưng mà, coi như là vậy, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu, hiện tại hẳn là cũng đang hoài nghi tôi. Ngày sau, có thể sẽ cẩn trọng đề phòng. Nhiếp Linh Lung nhìn người đàn ông thần bí, lên tiếng nói. Ha! Người đàn ông quấn khăn che mặt cười khẽ một tiếng, Nhiếp gia bên kia, thất bại thì thất bại, căn bản cũng không sao. Bây giờ, Nhiếp Vô Ưu ở tại Nhiếp gia, mà trên người của cô ta, có một cặp nhẫn. Nhiệm vụ của cô bây giờ, chính là phải đoạt cặp nhẫn đó mang về. Vâng, tôi hiểu rồi. Nhiếp Linh Lung khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, Nhiếp Vô Danh có chút vướng chân vướng tay. Đại nhân, hay là chúng ta đem Nhiếp Vô Danh trừ khử đi. Nhiếp gia không đủ nhân thủ, có thể tùy tiện chiếm cứ. Nhiếp Linh Lung lại nói. Nghe Nhiếp Linh Lung đề xuất, người đàn ông thần bí nọ lâm vào trong trầm mặc được, nếu như có cơ hội, liền diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Nhưng phải nhớ, không nên trực tiếp động thủ với hắn. Loại người như vậy, biện pháp giết chết hắn, có rất nhiều. Hiểu rồi. Nhiếp Linh Lung nói xong, xoay người liền định rời đi. Chậm đã. Bỗng nhiên, người đàn ông che mặt thần bí lên tiếng. Đại nhân. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía hắn ta. Linh Lung, cô bị người khác theo dõi lâu như vậy, cũng không phát hiện sao. Người che mặt thần bí nói. Khóe miệng Nhiếp Linh Lung khẽ nhếch lên, đã sớm phát hiện, chẳng qua chỉ là mấy con ruồi mà thôi. Vốn tôi dự định ra mắt đại nhân xong, sau đó mới xử lý. Cẩn thận một chút. Người đàn ông thần bí nói xong, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm đen kịt. Vào giờ phút này, chỉ còn lại một mình Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc hướng về chung quanh quan sát, sao vậy, Nhiếp Vô Ưu phái các ngươi tới chịu chết sao? Nhiếp Linh Lung vừa dứt tiếng, hàn quang trong mắt tam trưởng lão liền lóe lên. Nữ nhân này, vậy mà có thể đã sớm phát hiện ra bọn họ. Thậm chí không chút tị hiềm nào, ngược lại thật đúng là tự tin. Tam trưởng lão, chúng ta bại lộ rồi, hiện tại như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2101, đối chọi gay gắt. Nghe tiếng, sau một hồi trầm tư, tam trưởng lão lạnh lùng nói, ra gặp cô ta. Dứt lời,
Tam trưởng lão tự âm thầm đi ra. À, ta tưởng là ai, thì ra là trưởng lão không sợ Minh. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng. Tiểu nha đầu, ngươi là do Minh chủ chúng ta nhặt về Nhiếp gia từ nhỏ. Nhiếp gia nuôi ngươi lớn khôn trưởng thành, ngươi lại có thể ăn cây táo, rào cây sung, vong ân phụ nghĩa, muốn giết Nhiếp vô danh, lại còn định lật đổ toàn bộ Nhiếp gia. Tâm địa ngươi thật là sắt đá. Tam trưởng lão nhìn Nhiếp Linh Lung, lạnh giọng nói. Tâm địa sắt đá, Nhiếp Linh Lung lườm Tam trưởng lão một cái, lạnh giọng cười nói, ta thấy là không hẳn vậy đi. Nghe nói, ngươi ngay cả con trai ruột của mình đều có thể giết. Nói như vậy, tâm địa ngươi so với ta còn sắt đá hơn, không phải sao? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, năm đó Minh chủ không có mặt, vì quyền lợi đỉnh cao, hy sinh một đứa con trai không có tình cảm gì thì đã sao? Nhưng đối với người có ân với mình, lão phu cũng sẽ không làm như ngươi vậy. Nhìn ra được, người của không sợ Minh, thích nhất loại luận điệu ngụy biện hoang đường. Nhiếp Linh Lung nói, bớt nói nhảm đi, là chính ngươi cùng ta trở về gặp Minh chủ, hay là để cho ta cắt đứt tay chân của ngươi, trói ngươi trở về gặp Minh chủ. Tam trưởng lão lạnh giọng quát lên. Nhiếp Linh Lung nhìn Tam trưởng lão chằm chằm, cười lạnh không dứt, nếu như là Ôn Tử Nhiên của không sợ Minh các ngươi, có lẽ còn có mấy phần tư cách cùng ta vui đùa một chút. Về phần những kẻ già yếu bệnh hoạn các ngươi, muốn chết. Nghe Nhiếp Linh Lung gọi mình là kẻ già yếu bệnh hoạn, hàn quang trong mắt Tam trưởng lão lóe lên, cả người như hóa thành một bóng đen, nhanh chóng lao thẳng về phía Nhiếp Linh Lung. Đừng nói là ngươi, coi như Nhiếp Phổ Ưu thời kỳ đỉnh cao đích thân đến, các ngươi liên thủ, thì lại làm nên trò trống gì. Trong lúc Nhiếp Linh Lung nói chuyện, chỉ nghe, một tiếng, ả ta đã đối trưởng cùng với Tam trưởng lão. Trong chớp mắt, thanh âm, như tiếng sấm nổ đầu mùa hạ vang lên bên tai không ngừng. Mấy vị nhân viên tình báo ngầm của không sợ Minh, nhìn Tam trưởng lão và Nhiếp Linh Lung đối chọi gay gắt, trên trán không khỏi toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Hiện tại đi hỗ trợ, cũng tương đương làm cho Tam trưởng lão thêm loạn. Mau gọi người tới tiếp viện. Một vị nhân viên tình báo trong số đó mở miệng nói. Nơi này là khu vực bên ngoài Độc Lập Châu, đi đâu để điều người bây giờ? Nơi này đã không nằm trong phạm vi thuộc về Độc Lập Châu. Chưa nói có thể liên lạc được với người của không sợ Minh hay không, coi như là liên lạc được, chạy tới nơi này, phỏng chừng đã là ban ngày. Đáng chết, chỉ sợ là Tam trưởng lão không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Mấy vị nhân viên tình báo của không sợ Minh tiếp tục theo dõi chiến đấu, chân mày không khỏi nhíu chặt. Vào giờ phút này, hô hấp của Tam trưởng lão đã có chút gấp gáp. Thân thủ của Nhiếp Linh Lung kia, quá mức linh hoạt, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Rất lâu về trước, thật giống như ông đã từng thấy được thân pháp tương tự. Ngươi là người của dòng chính. Tam trưởng lão nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm, lạnh giọng quát lên. Thân pháp dòng chính, phần lớn đều như vậy. Người sắp chết, biết ta là người nào, cũng chẳng có ý nghĩa. Nhiếp Linh Lung đứng tại chỗ, trong tay nắm hờ một con dao găm dính máu. Nhiếp gia, ngươi là con gái của ngũ trưởng lão dòng chính. Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Năm đó, đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ, ngũ trưởng lão chết trận, con gái của bà ta, lại lưu lạc ở Độc Lập Châu. Chẳng lẽ, Minh chủ là vì thấy Nhiếp Linh Lung này đáng thương, mới mang về Nhiếp gia nuôi dưỡng. Đến tột cùng là Minh chủ nghĩ như thế nào vậy? Không biết Nhiếp Linh Lung là con gái của ngũ trưởng lão dòng chính sao? Lúc này, Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, dao găm trong tay lóe lên hàn quang sáng bóng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại là ở trong màn đêm đen nhánh này, chỉ dùng mắt thường, đã khó mà thấy rõ. Chương 2102, tiểu đội của Nhiếp vô danh. Tam trưởng lão như gặp đại địch, đợi đến lúc Nhiếp Linh Lung tới bên người, cánh tay khẽ đưa lên. Phập, một tiếng, dao găm hung hăng đâm vào bên trong cánh tay của Tam trưởng lão, máu tươi văng khắp nơi. Phản ứng của Tam trưởng lão cực nhanh, ông gầm lên một tiếng, chịu đựng sự tê liệt và đau đớn nơi cánh tay, hướng về bụng của Nhiếp Linh Lung, mạnh mẽ đánh một trường. Một giây kế tiếp, Nhiếp Linh Lung lùi lại về phía sau mấy bước. Ngươi thật đúng là một con chó trung thành tận tâm à nha. Nhiếp Linh Lung có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tam trưởng lão toàn thân gần như bị máu tươi nhuộm đỏ. Nói nhảm nói thiên, qua đây nhận lấy cái chết, Tam trưởng lão nói. Lần này, vận khí ngươi sẽ không được tốt như vậy nữa đâu. Nhiếp Linh Lung khẽ nhấc dao găm lên,
ánh bạc lấp lánh xen lẫn màu máu đỏ rực, tựa như là một nữ quỷ khát máu. Bạch, hàn mang lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời khắc này, tốc độ của Nhiếp Linh Lung khiến Tam trưởng lão thậm chí không kịp phản ứng. Đợi đến lúc Tam trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh sắp xâm nhập vào lồng ngực của ông. Trong chớp mắt, một cục đá lại âm thầm được bắn tới cực nhanh, không lệch một chút nào, vừa vặn đánh trúng ngay dao găm trong tay của Nhiếp Linh Lung. Ai? Nhiếp Linh Lung lạnh lùng hỏi. Sống sót sau tai nạn, Tam trưởng lão hít một hơi thật sâu, cũng nhìn về bốn phía. Hô hô, quấy rầy các ngươi sao? Một người đàn ông tướng mạo đẹp mắt, nhưng lại gầy đến tột độ, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cùng đi ra với ông ta, còn có một nam một nữ. Bộ đồ của ba người này, đều có một chữ thuê cực cực lớn ở bên trên. Người của Nhiếp Vô Danh. Nhìn thấy hai nam một nữ này, hai con người Nhiếp Linh Lung híp lại, như có điều suy nghĩ. Xem ra, cô đã hoàn toàn bại lộ. Không sợ Minh, hãy nói với Minh chủ của các người, mau chóng đem tiền thuê chuyển vào tài khoản của đội trưởng chúng ta, dạo này nghèo tới mức sắp đói mốc đói meo rồi. Người đàn ông gầy gò nhìn về phía Tam trưởng lão, ngáp một cái. Vẻ mặt Tam trưởng lão vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết điều người này nói là có ý gì. Chuyển tiền vào tài khoản đội trưởng, là sao? Nhiếp Linh Lung, ngươi còn định đánh vị lão đầu không sợ Minh này hay không? Ánh mắt nam nhân gầy gò, rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung. Tiểu đội trưởng, cô ta nhìn thấy có chúng ta ở đây, khẳng định là không dám ra tay đâu. Cô gái có tướng mạo thanh tú cười hì hì một tiếng. Được rồi, A Nhã, cô tới vui đùa cùng cô ta một chút. Người đàn ông gầy gò cười nói. Vâng vâng vâng. Cô gái được gọi là A Nhã, cũng lấy ra một con dao găm từ trong ngực, nhún nhún nhảy nhảy mấy cái, lao thẳng về phía Nhiếp Linh Lung. Trong phút chốc, hai cây dao găm đụng vào nhau, tóe lửa khắp nơi. Ôi chao! Bất quá chỉ mấy hiệp, A Nhã đã bị Nhiếp Linh Lung tung một cước đạp bay ra ngoài. Tiểu đội trưởng, tôi đánh không lại à ta, ba người chúng ta cùng tiến lên, đánh hội đồng nó. A Nhã mặt đầy bực tức. Người đàn ông gầy gò ngẩng đầu lên, hai người đàn ông như chúng tôi lại cùng cô đi đánh hội đồng một thiếu nữ. Ừ, ý kiến này rất không tồi, tôi đồng ý. Trong lúc nói chuyện, hai nam một nữ trong nháy mắt vọt thẳng về phía Nhiếp Linh Lung. Dẫn theo ta nữa, bốn người chúng ta cùng đánh hội đồng cô ta. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, cũng theo đó gia nhập vào trong vòng chiến. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc, lấy một địch bốn. Yo, thực lực cô gái này không tệ nha, A Hổ, đập chết nó cho tôi. Người đàn ông gầy gò lùi về sau mấy bước, hướng về người đàn ông có thân hình cường tráng còn lại trong số họ nói. Vâng, thưa tiểu đội trưởng. Hắn hét lớn một tiếng, hai quả đấm hung hăng đấm thẳng vào người Nhiếp Linh Lung. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung nhanh chóng lui về phía sau. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh tay không lực lưỡng của hắn ta. Vậy mà lại đục mặt đất thành hai cái hố sâu hóm hình quả đấm. Thấy vậy, Tam trưởng lão không khỏi chắc lưỡi hít hà, đây là thực lực quái quỷ gì vậy? Nếu như một quyền này trúng vào người ông. Chương 2103, đập chết cô ta. Đúng, đánh nó, đập chết cái con tiểu kỹ nữ này. A Hổ, gắng thêm chút sức nữa. Nếu như biểu hiện của cậu tốt, nói không chừng, không sợ Minh sẽ nguyện ý trả cho chúng ta thêm chút tiền. Người đàn ông gầy gò vội vàng nói. Tôi đập chết cô ta. Người đàn ông to con gật đầu, sau đó nhìn về phía Tam trưởng lão ở bên cạnh, được thêm tiền sao? Nghe câu hỏi này, Tam trưởng lão lập tức gật đầu, thêm. Riêng tôi sẽ tài trợ cho các người 1 triệu. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, trong mắt hai nam một nữ hiện ra một tia sáng lấp lánh. Đừng nuốt lời, nếu không tôi đập chết ông. A Hổ quát vang một tiếng, lần nữa đánh thẳng về phía Nhiếp Linh Lung. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Nhiếp Linh Lung tràn đầy khinh thường, dao găm trong tay lật một cái, trong nháy mắt đâm vào cổ tay của A Hổ, máu tươi phun ra. Nhưng mà, người đàn ông to con kia thật giống như căn bản không biết đau đớn là gì, động tác không hề đình trệ chút nào. Cảm nhận được sự uy hiếp của sức mạnh kỳ quái của người kia, hai chân Nhiếp Linh Lung điểm nhẹ xuống mặt đất, cả người nhanh chóng thối lui về phía sau. Được à nha, đánh vậy mà không trúng. Người đàn ông gầy gò vuốt vuốt cằm, mặt đầy vẻ đáng tiếc. Hừ, đồ ngốc, ngoại hiệu của A Hổ gọi là chó Pitbull, hắn căn bản không cảm giác được đau đớn. A Nhã hướng về Nhiếp Linh Lung le lưỡi một cái.
Chớ nói nhảm với cô ta, cùng nhau bắt sống ả. Tam trưởng lão thở hổn hển nói. Tôi nói này lão bản, cô gái này, đánh chết liền coi như xong, nhưng bắt sống thì không thể được. Chúng tôi ra tay, không lưu lại người sống. Người đàn ông gầy gò lắc đầu một cái. Đám người ô hợp. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, chợt, bỏ chạy về phương xa. Đuổi theo. Tam trưởng lão mắt thấy Nhiếp Linh Lung thoát ly khỏi nơi này, vội vàng mở miệng nói, dường như muốn lập tức đuổi theo. Này 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 này. Thấy tam trưởng lão định đuổi theo, nam nhân gầy gò lập tức chắn trước người tam trưởng lão. Sao vậy? Tam trưởng lão có chút không hiểu. Tôi nói này lão bản, trong lòng ông có phải là không hề cân nhắc hay không vậy? Nam nhân gầy gò sờ sờ cái cằm bóng loáng. Có ý gì? Tam trưởng lão hỏi. Còn có ý gì nữa? Đánh không lại chứ gì? Người đàn ông gầy gò cười nói. Tam trưởng lão. Tốc độ của nữ nhân kia quá nhanh quá nhạy bén, ra chiêu tàn bạo cay độc, khó mà đối phó. Coi như là có phần thắng, mấy người chúng ta cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm liệt. Chỉ có 2 triệu, không đền nổi, không đủ. Nam nhân gầy gò lắc đầu một cái. Đúng vậy. Không đền bù nổi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. A Nhã gật đầu liên tục. Mấy vị, cảm ơn nhiều. Tam trưởng lão ôm quyền nói. Nếu như hôm nay không phải là có 3 người này, chỉ sợ rằng ông cũng đã lật thuyền trong mương. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn minh chủ của các người. Người đàn ông gầy gò nói xong, dẫn theo nam nhân to con và A Nhã xoay người rời đi. Đúng rồi, 1 triệu kia của ông. Nhớ chuyển vào trong tài khoản của đội trưởng chúng tôi, nếu không chúng tôi đập chết ông. Nam nhân gầy gò cũng không quay đầu lại, 3 người rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Trong Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản nhìn về phía cánh tay quấn băng gạc của tam trưởng lão, khóe miệng thoáng co giật. Tình hình trước đó, mấy vị nhân viên tình báo đều đã báo cho nàng biết. Mình biết tính sao với tam trưởng lão bây giờ. Bị phát hiện thì thôi đi, lão già này giờ thì hay rồi. Trực tiếp đi đánh nhau cùng Nhiếp Linh Lung. Cũng còn may chính mình có dự kiến trước, đoán rằng Nhiếp Linh Lung không đơn giản, dùng 1 triệu thuê một tổ đội thủ hạ của Nhiếp Vô Danh. Nếu không, chỉ sợ lần này, cái mạng già này của tam trưởng lão đã tèo trong tay Nhiếp Linh Lung. Minh chủ, lần này là tôi tính sai, lần sau tôi nhất định cho cô ta một bài học trọn đời khó quên. Tam trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng tàn tạ của tam trưởng lão. Diệp Oản Oản vốn chuẩn bị định khiển trách mấy câu, nhưng nghĩ một hồi liền thôi, cứ vậy đi. Chương 2104, Vô Ưu trở về. Diệp Oản Oản thở dài. Bây giờ, bọn họ quá mức bị động, không thể nào nhìn thấu những bí ẩn trong màn sương mù, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Cứ như bị một đám côn đồ vô hình đe dọa vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện như thế. Có thu hoạch gì sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, tam trưởng lão gật đầu một cái, minh chủ, chúng tôi theo dõi Nhiếp Linh Lung đến khu vực bên ngoài Độc Lập Châu, thấy cô ta gặp mặt một người đàn ông. Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp gia bây giờ đã bắt đầu hoài nghi mình, muốn lật đổ Nhiếp gia, không quá khả thi. Mà người đàn ông kia lại yêu cầu Nhiếp Linh Lung nghĩ biện pháp lấy đi một cặp nhẫn của cô. Nghe tam trưởng lão nói, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Người đàn ông thần bí, muốn lấy chiếc nhẫn của nàng. Đối với lai lịch chiếc nhẫn, hiện nay Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể khẳng định, chiếc nhẫn tất nhiên bất phàm. Lúc trước ở Hoa Quốc, chính mình gặp phải cao thủ tới cướp chiếc nhẫn, chỉ sợ cũng là thủ hạ do người đàn ông thần bí trong miệng tam trưởng lão sai khiến. Người đàn ông thần bí, tam trưởng lão, ông xác định là một người đàn ông sao? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, tam trưởng lão hơi sững sờ, chợt gật đầu nói, thuộc hạ xác định. Vậy ông có thấy được rõ ràng hình dạng người đàn ông nọ không? Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này, tam trưởng lão trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, mở miệng nói, minh chủ, người đàn ông Nhiếp Linh Lung gặp đã che mặt, cộng thêm sắc trời đã tối, căn bản không thấy rõ bộ dáng và thân hình. Nếu che mặt, không thể thấy rõ ràng bộ dáng cũng như chưa từng nhìn thấy thân hình. Làm sao ông xác định chính là đàn ông? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tam trưởng lão, châm câu nào thấy máu câu đó. Tam trưởng lão mặt đầy mộng bức, nhưng mà, minh chủ, âm thanh kia là giọng của đàn ông. Tôi biết rồi, ông đi về trước nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía tam trưởng lão, chợt phất phất tay.
Vâng, vậy thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi tam trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản một mình lâm vào trong trầm tư. Là theo tư duy quán tính, để cho tam trưởng lão cho rằng người mình thấy là đàn ông, nhưng rốt cuộc là nam hay nữ, còn cần phải đợi xem kỹ mới biết được. Về phần Nhiếp Linh Lung bên kia, cô ta đã hoàn toàn bại lộ. Đoán chừng, trong thời gian ngắn, có thể sẽ không trở lại Nhiếp gia. Hiện nay, điều quan trọng nhất là phải mau nhanh chóng quay trở lại học viện Xích Diễm, để cho viện trưởng Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Những mẩu ký ức của Nhiếp Vô Ưu còn có quá nhiều thứ nàng chưa từng nhớ lại. Nếu như biết hết thảy mọi việc, tình hình hiện tại có lẽ sẽ không như thế. Đêm đó, Diệp Oản Oản lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu, gọi điện thoại từ xa đến học viện Xích Diễm gặp cung lão. Trong điện thoại, âm thanh cung lão đầy kích động, khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Tin tức không sợ minh chủ chính là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, đã sớm truyền khắp Độc Lập Châu. Các thế lực lớn, không ai không biết. Diệp Oản Oản ước định với cung lão, ngày mai sẽ trở lại học viện Xích Diễm. Hôm sau, Diệp Oản Oản để cho Thất Tinh lái xe, chở mình đến học viện Xích Diễm. Trước cửa học viện Xích Diễm, đã sớm đông nghẹt, gió nước chảy không lọt. Tin tức không sợ minh chủ, cũng chính là huấn luyện viên ma quỷ của học viện Xích Diễm lẫy lừng một thời, Nhiếp Vô Ưu sắp trở về, trong một đêm đã truyền khắp nơi. Trước cửa, cung lão nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần kích động. Con bà nó, đây chính là Vô Ưu sư tỷ, tướng mạo này. Chậc chậc, thật không nhìn ra, rõ ràng có thể dựa vào gương mặt kiếm cơm, sao nhất định phải dựa vào thực lực. Ngươi biết cái đếch gì? Năm đó Vô Ưu sư tỷ, chính là huấn luyện viên ma quỷ của học viện Xích Diễm chúng ta, đã từng đào tạo ra rất nhiều lính đánh thuê ưu tú hàng đầu đấy. Chương 2105, nói chơi thôi. Thật không nghĩ tới, cái vị ở Nhiếp gia kia, lại là một kẻ giả mạo. Khó trách Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia trước đây, chưa từng bao giờ trở lại học viện Xích Diễm. Hôm nay Diệp Oản Oản, đã mang theo gương mặt thật gặp người khác, cũng không hề trang điểm. Không một ai có thể nghĩ ra, Nhiếp Vô Ưu đứng trước mặt bọn họ, là cùng với một người với cô nàng lính đánh thuê Diệp Oản Oản chuyên trang điểm xấu xí lòe loẹt mà họ từng biết. Vô Ưu, cung lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động đi tới bên cạnh nàng, không nhịn được quan sát từ trên xuống dưới. Sư phụ, con đã trở về. Diệp Oản Oản nhìn cung lão thật lâu, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc cung lão khẽ đổi. Thanh âm này, làm sao ông lại thấy quen tai như thế, so với âm thanh của Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, cung lão cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn theo Diệp Oản Oản quay trở vào bên trong học viện Xích Diễm. Sau hồi lâu cùng cung lão nói chuyện phiếm, Diệp Oản Oản tạm thời không để lộ ra một thân phận khác của chính mình, mà lại lập tức rời đi, tiến đến phòng viện trưởng. Bên trong phòng làm việc, viện trưởng Xích Diễm đeo kiếng lão, trong tay cầm bút, đang phê duyệt tài liệu cần xử lý gần đây. Vô Ưu tham kiến viện trưởng. Diệp Oản Oản đứng ở bên trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn về phía ông ta, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản dứt tiếng, viện trưởng Xích Diễm lập tức ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngươi là Vô Ưu, viện trưởng Xích Diễm thần sắc kinh ngạc, đúng là thiếu nữ dậy thì 18 biến. Không còn vẻ ngây ngô và lạnh lùng ngày trước, thêm vào mấy phần lanh lợi, thiếu chút nữa ta không nhận ra được. Diệp Oản Oản. Viện trưởng. Thật ra thì, tôi muốn hỏi một chút về chuyện điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là Nhiếp Vô Ưu mà nói, tin rằng tại học viện Xích Diễm, hẳn là còn dư lại rất nhiều điểm cống hiến lính đánh thuê mới phải. Trước Diệp Oản Oản đã hỏi thăm cung lão, chỉ bất quá, đối với chuyện này, cung lão cũng không nắm rõ cho lắm. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tới hỏi viện trưởng. Thông thường mà nói, những thành viên có điểm cống hiến tương đối lớn, đều là do viện trưởng tự mình ghi chép giám sát. Được lắm, Vô Ưu, người rốt cuộc cũng trở về rồi. Người thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, hẳn là chưa quên đấy chứ. Viện trưởng Xích Diễm đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Viện trưởng Xích Diễm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Thân phận Nhiếp Vô Ưu của nàng, không chỉ không có một lượng lớn điểm cống hiến, mà lại còn thiếu nợ học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Vô Ưu, điểm cống hiến còn thiếu năm đó, người còn nhớ sao? Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, viện trưởng Xích Diễm liền vội vàng hỏi.
Diệp Oản Oản, không nhớ, không hề nhớ chút nào. Vô Ưu. Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, viện trưởng, có phải là ngài nhận lầm người rồi hay không, tôi không phải là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi không phải là Vô Ưu. Viện trưởng Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần cổ quái. Tôi khẳng định không phải là Nhiếp Vô Ưu. Viện trưởng, ngài xem tôi có chỗ nào giống với Nhiếp Vô Ưu cơ chứ? Ngài nhận lầm người rồi. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Còn không đợi viện trưởng Xích Diễm tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc, quấy rầy rồi, cáo từ. À, ta nhớ rồi, là học viện Xích Diễm còn thiếu Nhiếp Vô Ưu hơn 3 triệu điểm cống hiến vinh dự. Hích, càng già càng hồ đồ rồi. Viện trưởng Xích Diễm lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, chợt nghe thấy lời nói này, lập tức lại đi vòng ngược trở lại, viện trưởng, tôi là Vô Ưu, tôi trở lại thăm ngài. Lúc này, viện trưởng Xích Diễm liếc Diệp Oản Oản một cái, không, ngươi không phải. Không không không, viện trưởng đại nhân, tôi là Vô Ưu, tôi thật sự là Nhiếp Vô Ưu mà. Ngài lại nhìn kỹ một chút, Diệp Oản Oản vội vàng nói. Được rồi, vậy ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, khi nào trả vậy? Viện trưởng Xích Diễm cười híp mắt hỏi. Diệp Oản Oản, trời má. Chương 2106, thiếu nợ quen rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm đang cười híp mắt, khóe miệng hơi co giật. Có đôi lời nói thế nào nhỉ? Gừng càng già càng cay, củ gừng già này lại có thể đào hố chính mình. Vô Ưu à, hơn 3 triệu điểm cống hiến cũng không phải là con số nhỏ gì. Ngươi hẳn biết chứ, ngươi nhìn ngươi rời khỏi Độc Lập Châu nhiều năm như vậy, ta đều không hề thúc giục ngươi. Bây giờ ngươi trở lại, nhất định là vì muốn trả lại số điểm đã thiếu nợ phải không? Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản. Một điểm này, Diệp Oản Oản ngược lại không hề phản bác. Đừng nói hơn 3 triệu điểm lính đánh thuê vinh dự, dù chỉ là 170 đến 180 ngàn, chính mình đến bây giờ cũng chưa góp đủ nữa là. Có thể tưởng tượng được, hơn 3 triệu điểm cống hiến, cũng tương đương với một con số trên trời. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là, chính mình năm đó làm sao lại có thể thiếu nợ nhiều điểm cống hiến như vậy. Vô Ưu, tại sao ngươi lại không nói gì? Viện trưởng Xích Diễm mở miệng hỏi. Viện trưởng, thật không dám giấu giếm, ngoại trừ là Nhiếp Vô Ưu, tôi còn có một thân phận khác. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, khẽ mỉm cười. Một thân phận khác, viện trưởng Xích Diễm thần sắc cổ quái, vậy ngươi nói một chút ta nghe. Viện trưởng còn nhớ Diệp Oản Oản sao? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản, chính là tiểu nha đầu còn thiếu ta mấy chục ngàn điểm cống hiến kia. Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản, ai thiếu nợ ông ta điểm cống hiến, thật đúng là nhớ rõ rõ ràng ràng. Viện trưởng đại nhân, thật không dám giấu, tôi chính là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cười nói. Ngươi là cái người tên Diệp Oản Oản đó. Thần sắc viện trưởng Xích Diễm hơi có chút kinh ngạc. Không sai, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, viện trưởng, cho nên tôi nhờ ông thôi miên, hoàn toàn là bởi vì tôi đã mất đi ký ức vốn có. Nếu chính mình đã mất đi ký ức rồi, làm sao còn có thể nhớ đến chuyện thiếu nợ học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến vinh dự. Này 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 này, viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau một hồi trầm tư, cau mày mở miệng nói, cho nên, ý của ngươi là, ngươi đã mất đi ký ức, do đó hơn 3 triệu điểm còn thiếu, cũng không cần trả. Diệp Oản Oản, mặc dù có ý nghĩ này. Không 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 không, Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục, nhìn viện trưởng Xích Diễm, viện trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ngài còn không hiểu rõ tôi sao, Nhiếp Vô Ưu này, chẳng lẽ là thứ người như vậy sao? Đúng vậy, viện trưởng Xích Diễm không chút do dự gật đầu một cái. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng, chẳng lẽ ngày trước mình vô sỉ như vậy sao? Để lại ấn tượng không thể xóa nhòa ở trong lòng viện trưởng Xích Diễm. Viện trưởng đại nhân, làm sao tôi lại sẽ có thể là người thiếu tiền không trả cơ chứ? Ngài xem, không bằng, trước tiên ngài giúp tôi khôi phục lại ký ức. Chỉ cần trí nhớ của tôi được khôi phục, như thế, tất cả điểm cống hiến tôi còn thiếu học viện Xích Diễm, đều sẽ được trả hết. Diệp Oản Oản mỉm cười, nhìn viện trưởng Xích Diễm và nói. Viện trưởng Xích Diễm vô cùng hoài nghi quan sát Diệp Oản Oản, ta không tin. Viện trưởng đại nhân, ngài nhìn xem. Tôi đều đã thiếu nợ hơn 3 triệu điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự rồi, cũng không thiếu chút điểm này. Tôi bảo đảm, chốc lát nữa khôi phục ký ức,
nhớ lại những điểm số mình còn thiếu, nhất định sẽ trả hết toàn bộ số nợ. Diệp Oản Oản mặt đầy khẳng định. Viện trưởng Xích Diễm hơi có chút bất đắc dĩ. Một cuốn sổ nợ này, làm sao muốn đòi lại chật vật như vậy? Người này có phải là thiếu nợ giết quen rồi hay không? Hai thân phận, mỗi cái thân phận đều thiếu nợ điểm cống hiến vinh dự của học viện Xích Diễm. Trong lòng viện trưởng Xích Diễm tràn đầy bất đắc dĩ. Ban đầu mình vốn không nên tạo ra tiền lệ này. Chương 2107, hồi ức. Cộng thêm số điểm trước còn thiếu. Để ta tính một chút đã. Viện trưởng Xích Diễm chìm vào trong yên lặng. Mắt thấy có triển vọng, Diệp Oản Oản lập tức tươi cười rạng rỡ. Viện trưởng đại nhân, còn tính làm gì chứ? Đến lúc đó chỉ cần tôi khôi phục lại ký ức, bảo đảm nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nếu như tôi thiếu một xu tiền, tôi liền bị thiên lôi đánh. Thật sao? Viện trưởng Xích Diễm có chút không xác định hỏi. Tuyệt đối thật, thật như vàng 9999. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Cuối cùng, viện trưởng Xích Diễm thập phần bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta đây sẽ tin ngươi một lần cuối cùng, đến chỗ cũ nằm đi. Lúc này, Diệp Oản Oản nằm ở trên ghế. Viện trưởng Xích Diễm chuẩn bị rất lâu, mới đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Từ những câu ám thị không ngừng trong miệng viện trưởng Xích Diễm, Diệp Oản Oản rất nhanh liền cảm giác trời đất quay cuồng, buồn ngủ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã hoàn toàn ngủ mê man. Ông ngoại, lạnh quá. Không biết chỗ nào, không biết nơi nào, thật giống như ở bên trên một ngọn núi tuyết, khắp nơi là những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lất phất. Bên trên những cây đại thụ chung quanh, đều bị từng mảng tuyết dày bao trùm. Bé gái khom lưng, hết sức nghiêm túc đi theo ông lão ở phía trước, thận trọng bước dò từng bước một. Mỗi một bước đi, tuyết lún đều sẽ sâu quá đầu gối của cô bé nọ. Phô Ưu, đuổi theo ông ngoại, lão giả quay đầu lại, nói với cô bé. Ông ngoại, con lạnh quá. Bé gái dẫm lên tuyết, cả người phát run. Bây giờ khổ cực con vượt qua, sẽ là tiền vốn lớn nhất cho tương lai của con, biết không? Lão giả mặt không chút thay đổi nói. Nhưng mà, ông ngoại, con thật sự rất lạnh. Bé gái nước mắt lã chã nhìn chằm chằm ông lão. Thấy vậy, ông lão trầm tư rất lâu, chậm rãi đi lên phía trước, một tay ôm chặt lấy cô bé ở trong ngực. Ông ngoại thật ấm áp, bé gái dùng hai bàn tay hồng hào, ôm chặt lấy cổ của ông lão. Đến trước mặt, liền tự mình đi. Lão giả ấm cô bé, nhanh chân đi về phía trước. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng Diệp Oản Oản khẽ run lên. Vị lão giả uy nghiêm như thế kia, chính là ông ngoại của mình sao? Nhưng mà, hiện tại ông ngoại rốt cuộc đi nơi nào, đang ở đâu? Ấm không? Ước chừng nửa giờ sau, lão giả ấm lấy bé gái đi ra khỏi vùng tuyết trắng, đi tới bên trên một sườn núi cao. Vâng, ấm ạ. Bé gái nhìn chằm chằm ông lão, gật đầu lia lịa. Tự mình đi. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên mặt đất. Ông ngoại, con đói rồi. Cô bé ôm bụng, đầy tội nghiệp nhìn về phía lão giả. Phụ yêu, con biết mình đến đây làm gì sao? Lão giả xoay người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô bé. Ông ngoại, con biết. Bé gái gật đầu một cái, ông ngoại muốn huấn luyện con vượt qua khổ nhọc, sau này trở thành người trên người. Nếu đã biết, vậy thì gắng chịu đựng, vô luận hoàn cảnh gian khổ bao nhiêu, cũng phải ngẩng cao đầu, tươi cười đón nhận, biết chưa? Lão giả nói. Phô Ưu hiểu rồi, cô bé khẽ mỉm cười, nhưng chợt, nụ cười lại biến mất, mặt lại tràn đầy ủy khuất, nhưng con. Thật sự đói, Phô Ưu sợ chết đói, sẽ không thấy được Tu Nhiễm ca ca nữa. Ngươi! Rốt cuộc lão giả có chút tức giận, nhưng cuối cùng lại thở dài, đốt một đống lửa ở gần đó, ở chỗ này sưởi ấm. Không được đi bất cứ đâu, biết không? Vâng ạ, cô bé đáp lời. Nói xong, lão giả xoay người rời đi. Ước chừng khoảng 15 phút đồng hồ sau, ông lão giữ chặt một con thỏ hoang trong tay, từ phương xa đi trở về. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, lão giả dùng dao găm đem thỏ hoang xử lý sạch sẽ, chợt đặt ở trên đống lửa nướng. Không bao lâu, mùi thơm thỏ nướng tỏa ra thơm phức. Bé gái nhìn chằm chằm con thỏ nướng toàn thân vàng óng. Một lớp mỡ dày giòn tan kia, khóe miệng vậy mà có nước miếng trào ra. Chương 2108, thằng bé trai. Không có tiền đồ, lão giả tiến lên, dùng tay lau sạch sẽ nước miếng nơi khóe miệng của cô bé. Đợi một lát hắn ăn, nóng lắm đấy. Thấy bé gái liền định đưa tay, lão giả mắng. Cô bé bị ông lão trách mắng, chỉ có thể tiếp tục bồn chồn chờ đợi. Ông ngoại, tại sao chúng ta lại không mang theo lương thực dự trữ chứ?
Trong lúc chờ đợi, cô bé có chút ngây ngô nhìn về phía lão giả. Nghe tiếng, lão giả nhìn chằm chằm cô, đợi sau này con lớn lên, sẽ có lúc đối mặt tình huống sinh tồn nơi hoang dã. Đến khi đó, nếu như trên người của con không mang theo lương thực dự trữ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con định ở đó chờ chết đói hay sao? Nếu như con có thể học được toàn bộ những kỹ xảo này, coi như đến lúc đó không có đồ ăn, không có nước uống, bất cứ loại tuyệt cảnh nào, con đều có thể ung dung đối mặt, biết chưa? Ông ngoại, Phổ Ưu hiểu được rồi. Cô bé thật giống như đã hiểu, gật đầu một cái. Ăn đi, lão giả đưa nguyên con thỏ đã được nướng chín cho cô bé. Ông ngoại, cả một ngày ngoại cũng chưa ăn gì, ông ngoại ăn đi. Cô bé nói. Mau ăn, ta không đói bụng. Dường như ông lão cũng không được kiên nhẫn cho lắm. Nghe lão giả nói không đói bụng, cô bé nhìn chằm chằm con thỏ hoang, lần nữa nước miếng lại chảy ra. Cô đem thỏ hoang đặt ở trước mũi người một cái, chợt cắn một nhát. Tất cả xương của con thỏ đều đã bị ông lão lấy ra, cô bé ăn rất là dễ dàng. Ông ngoại, con ăn no rồi. Chỉ chốc lát sau, cô bé nói với ông lão. Ừ. Ông lão nhìn con thỏ hoang còn dư lại gần nửa, yên lặng nhặt lên, từng miếng một, ăn sạch toàn bộ. Đêm khuya, trong sơn động. Ngoài động, tuyết không lớn lắm, nhưng cũng không hề nhỏ. Bên trong động, một đống lửa sáng ngời mà ấm áp. Cô bé ngồi bên cạnh đống lửa, cũng không cảm thấy giá rét. Ngay tại thời điểm cơn buồn ngủ của cô kéo đến, lại nghe thấy, thật giống như ở bên ngoài sơn động, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, hơn nữa còn truyền tới tiếng sói tru vang vọng. Gần như trong nháy mắt, bé gái liền tỉnh giấc. Ông ngoại, thật giống như có người. Nhìn ông lão nhắm chặt hai mắt, cô bé thận trọng nói. Nhưng mà, lão giả cũng không có bất kỳ động tác gì, thật giống như đã ngủ thiếp đi. Tiếng kêu cứu càng ngày càng rõ ràng, bé gái cuối cùng cũng lấy can đảm, từng bước một đi ra ngoài sơn động. Cứu mạng! Bên ngoài sơn động, một đứa bé trai thở hồng hộc, mặt đầy kinh hoàng, nơi khóe mắt còn đang chảy máu tươi, mơ hồ có thể thấy được một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ là thương tích do móng vuốt sắc bén gây ra. Thằng bé nằm trên mặt đất, dùng cả tay chân, nhanh chóng di chuyển về phía sau. Nhưng mà, chẳng qua là một đứa bé, làm sao có thể so sánh cùng tốc độ của dã thú. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, con sói hoang toàn thân trắng như tuyết, răng nanh dài sắc kia, gào thét nhào thẳng về phía thằng bé. Sắc mặt thằng bé trắng bệch, tràn đầy tuyệt vọng, nhưng trong miệng vẫn theo bản năng kêu cứu mạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt ánh sáng hiện lên. Nhiệt độ nóng bỏng phảng phất như làm cho băng tuyết tan chảy. Trong tay bé gái nắm chặt thanh củi còn đang hừng hực cháy, một đường chạy tới bên cạnh thằng bé, hơ hơ nhành củi về phía con sói hoang. Giờ phút này, khuôn mặt cô bé đầy khẩn trương, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại điều ông ngoại từng nói qua, sói sợ nhất chính là lửa. Thằng bé kinh ngạc nhìn chăm chú cô bé chỉ lớn hơn mình một chút ở trước mặt này. Cô bé này thật giống như từ trên trời hạ xuống, bóng lưng không sợ hãi kia. Làm cho người ta mê đắm trong một cảm giác thật an toàn ấm áp. Sói hoang nhìn chằm chằm cô bé, cái đuôi rũ thấp, trong đôi mắt thú tràn đầy hàn quang, cặp răng nanh đủ để xé rách hết thảy, làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Giờ phút này, sói hoang hướng về phía cô bé thấp giọng gào rú. Ông ngoại, con sợ. Gương mặt bé bỏng của cô bé đầy khẩn trương, bất ngờ nhìn về phía sơn động. Thời khắc này, cô bé có chút hối hận, tại sao không đánh thức ông ngoại, mà lại một thân một mình chạy ra. Chương 2109, thất tinh bắt đầu năm đó. Cây đuốc trong tay cô bé, trước từng cơn gió rét thổi đến, thật giống như lúc nào cũng sẽ có thể bị dập tắt. Bé gái hơ hơ cây đuốc, dần lui về phía sau, tới bên chỗ thằng bé, lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của đứa bé trai. Một đôi mắt to vô cùng linh động, da thịt trắng nõn, đáng tiếc, nơi khóe mắt lại bị cào rách. Bất quá, cũng còn may không phạm đến mắt, lại cộng thêm khí trời giá rét, cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta đi về phía sơn động đi, có ông ngoại ta ở đó. Bé gái nói với bé trai. Ta đi không nổi rồi. Đứa bé trai lắc đầu một cái, muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại tốn công vô ích. Cô bé lập tức ngồi xuống, một tay đỡ lấy cánh tay của thằng bé, một tay khác nắm lấy cây đuốc, không ngừng chỉ hướng về phía con sói hoang bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới kia. Phổ Ưu. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão giả chậm rãi từ bên trong sơn động đi ra, hơi có chút không vui nhìn lấy cô bé. Ông ngoại nhanh cứu tụi con. Nhìn thấy ông lão, thần sắc cô bé đầy kích động.
lão giả cũng không nhiều lời, nhanh chân đi tới bên cạnh cô. Thấy vậy, con sói hoang thấp giọng gào rú, nhào thẳng về phía lão giả. Bốp! Chỉ thấy lão giả tung ra một cước, đá văng con sói ra ngoài mười mấy mét, ngã vật trên mặt đất, nằm im không một tiếng động. Trở về! Lão giả dùng một tay ẵm lấy bé gái trong lồng ngực. Ông ngoại, còn có hắn, cô bé chỉ về phía thằng bé trai. Lão giả liếc thằng bé trai một cái, chợt cũng bế đứa bé lên, mang vào sơn động. Ngươi tên là gì? Cô bé hỏi thằng bé. Nghe tiếng, đứa con trai lắc đầu một cái. Làm sao ngươi lại ở nơi này một mình vậy, cha và mẹ ngươi ở đâu? Cô bé tiếp tục hỏi. Thằng bé trai chìm vào trong yên lặng, dường như cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Thưa ông, cháu có thể ở cùng một chỗ với các người không ạ? Cháu không có nhà. Hồi lâu sau, thằng bé trai vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói. Ông ngoại. Cô bé nhìn ông lão chằm chằm, không ngừng đung đưa cánh tay của ông. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhắm hai mắt lại, lãnh đạm nói ừm. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn thằng bé kia. Thằng bé trai này, chẳng lẽ chính là vị hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội? Một vết sẹo nơi khóe mắt kia, dường như đủ để chứng minh thân phận của hắn. Diệp Oản Oản có chút khó tin, thì ra, chính mình và hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lại còn có thể ở cùng nhau như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không cách nào hiểu được, nếu như đồng thời xuất hiện như vậy, sau khi đứa bé này trưởng thành, tại sao lại truy sát mình? Chuyện này, rốt cuộc đã có biến cố gì xảy ra? Nhưng mà, chạm tay vào được chân tướng, lại khiến cho đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nứt ra. Dường như đây là vấn đề của chính bản thân nàng, không nguyện ý muốn nhớ lại cái thứ gọi là chân tướng kia. Cảnh tượng bỗng nhiên nhảy chuyển một cái. Cô bé lớn lên thành thiếu nữ, đã là duyên dáng yêu kiều. Độc Lập Châu, một nơi nào đó trong khu xóm nghèo. Thiếu nữ cất bước ở trên đường, chợt lại bị va vào một phát. Cách đó không xa, một đứa bé ăn mặc hơi có chút rách nát, hướng về thiếu nữ le lưỡi một cái, mắt trợn trắng, mặt đầy vẻ khiêu khích. Bất quá chỉ chốc lát, cậu ta cũng đã chạy biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, đuổi theo đứa bé kia, đi tới một con đường mòn vắng vẻ. Ta trộm được tiền của một người nữ nhân đần, ha ha ha. Cậu nhóc nhìn về phía một thằng bé trai khác dáng vẻ hơi có chút sụt rè xấu hổ ở bên cạnh, vừa nói vừa cười ha ha. Bắt đầu, rất nguy hiểm, đứa bé kia sau một hồi yên lặng, mới mở miệng nói. Sợ cái gì, yên tâm đi, đi theo ta có thịt ăn. Đáng tiếc thân thể mẹ ta không tốt, không thể mang ngươi về nhà. Bất quá ngươi yên tâm, ta có một hớp canh để uống, thì ngươi sẽ có một miếng thịt để ăn. Đứa bé vỗ ngực một cái. Chương 2110, cha ngươi có thể đã chết. Đứa bé bên người bắt đầu, vô cùng xấu hổ, hướng về bắt đầu quan sát mấy lần, chợt gật đầu một cái cảm ơn. Phi, ngươi đây là đang làm nhục ta, có cái gì mà cần cảm ơn? Chúng ta là anh em, huynh đệ tốt, phải có nghĩa khí nha, ha ha ha. Bắt đầu cười to không dứt. Bắt đầu, cha ngươi đâu? Đứa bé rụt rè yên lặng rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa dứt tiếng, bắt đầu một thân nhem nhuốc, lại rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, lúc này bắt đầu mới lên tiếng nói, mẹ ta nói, cha ta đã đi đến một nơi rất xa, phải cực kỳ lâu mới có thể trở về. Vậy, ước chừng tới lúc nào? Bé trai rụt rè hỏi. Ước chừng vào mùa đông, bắt đầu cười nói. Bé trai rụt rè. Ha ha, người ngốc sao? Cũng chỉ là lời lừa bịp gạt người mà thôi, cha ta hoặc là bỏ mẹ chạy theo tiểu tam, hoặc là tèo rồi. Nhất định là mẹ ta không muốn khiến cho ta thương tâm mới nói như vậy. Âm thanh bắt đầu, pha lẫn chút cô đơn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, người so với ta còn thảm hơn mà. Ta ít nhất còn có mẹ đấy, cha mẹ ngươi đều chết hết cả rồi, hít. Bắt đầu nhìn chằm chằm đứa bé rụt rè kia. Ừ, đứa bé rụt rè thấp giọng nói. Thôi đừng nói những chuyện nhàm chán kia nữa, chúng ta tới nhìn một chút, xem nữ nhân ngu ngốc kia có bao nhiêu tiền. Bắt đầu mặt đầy kích động, dùng bàn tay nhỏ nhem nhuốc lấy ra một cái ví tiền. Mẹ nó! Hai người nhìn chằm chằm những chồng tiền giấy căng phồng trong ví, cặp mắt sáng lên. Cho ngươi này! Bắt đầu lấy ra hơn phân nửa, đưa cho đứa bé còn lại. Không được, cái này là của ngươi, ta không thể nhận. Đứa bé rụt rè lắc đầu một cái. Làm sao lại chơi trò đẩy đẩy đưa đưa khách sáo với ta? Cho ngươi ngươi cứ cầm,
Còn lại những thứ này, ta phải mua chút thuốc cho mẹ ta. Mẹ ta gần đây luôn ho khan, ta mua rất nhiều thuốc cảm nhưng cũng thấy không đỡ hơn bao nhiêu. Bác đầu nói. Hay là để dành cho dì chữa bệnh đi, đứa bé rụt rè nói. Không có việc gì, ta lại đi trộm là được. Kỹ thuật này ta là trùm, người còn non lắm, người lấy thêm một chút đi. Bác đầu cười nói. Đứa bé rụt rè do dự rất lâu, cuối cùng hướng về bác đầu nói một tiếng cảm ơn, nhưng cũng chỉ rút mấy tờ, còn lại, nói cái gì mà cũng không cần lấy thêm. Cảm ơn, đứa bé rụt rè nhìn chằm chằm bác đầu. Cảm ơn cái rắm, đợi sau này người có tiền, nếu như ta không có tiền, cùng lắm người cho ta mượn lại một chút. Mặc dù ta sẽ không bảo đảm có trả hay không, bác đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bác đầu, cha ngươi họ gì? Bỗng nhiên, đứa bé rụt rè mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi này, bác đầu sững sờ cả người, ta họ Bác, cha ta chẳng lẽ họ Đông sao? Rõ ràng là cha ta cũng họ Bác chứ còn gì nữa. Ồ, vậy thì ta nghĩ, có khả năng không phải cha ngươi bỏ đi theo Tiểu Tam rồi. Nếu không, hẳn là ngươi sẽ có cùng họ với mẹ ngươi. Đứa bé rụt rè phân tích. Ngươi nói có đạo lý. Bác đầu gật đầu liên tục, vậy cha ta ông ấy. Đoán chừng là chết rồi. Đứa bé rụt rè dùng một ngữ điệu gần như khẳng định nói. Giờ phút này, bác đầu mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm đứa bé trai rụt rè, ta cảm thấy, hay là ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Đồ vật đã cho đi, làm sao lại còn đòi lại chứ? Còn không đợi đứa bé rụt rè mở miệng. Một thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng hai người vang lên. Cơ hồ theo bản năng, bác đầu và đứa bé rụt rè đồng thời xoay người lại. Một người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thần sắc lạnh lùng, không biết bắt đầu từ khi nào, đã đứng ở sau lưng hai người. Á, nữ nhân ngốc. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ, bác đầu sợ hết hồn, lập tức thối lui về phía sau. Chương 2111, gọi ta là bác gia. Thiếu nữ nhìn chằm chằm bắt đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước, tay phải nắm lấy lỗ tai cậu ta, đừng chạy, ta là nữ nhân ngốc, ngươi sợ cái gì? Phi, nữ nhân ngốc, chúng ta hai người, ngươi chỉ có một người. Chỉ bất quá, chính bởi vì trai hiền không đánh với nữ nhân, ta khuyên ngươi nên khẩn trương rời đi. Hai người chúng ta đều là loại người đại gian đại ác, không khác nào xúc sinh cả. Ta khuyên ngươi nên mau chóng bỏ chạy đào mạng, nếu không... Ngươi đừng trách chúng ta khi dễ một nữ nhân như ngươi. Ta đây dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra. Bác đầu vừa gào thét đầy bi thương vừa mở miệng đe dọa người thiếu nữ nọ. Thật đúng là uy hiếp có lực sát thương lớn đấy. Thiếu nữ cười khanh khách. Ngươi biết sợ là được, lời khôn không nói lần thứ hai, mau nhanh trốn đi, nếu không ta sẽ ra tay đấy. Bác đầu la lớn. Vậy ngươi còn đang chờ gì nữa chứ? Thiếu nữ cười nói. Thất tinh, ngươi đi trước. Ta ra tay rất ác độc, sợ rằng sẽ hù dọa ngươi. Bác đầu hướng về đứa bé rụt rè ở bên cạnh nói. Đứa bé rụt rè. Nữ nhân ngốc, ngươi có gan buông ta ra, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong lúc nói chuyện, bác đầu hướng về thiếu nữ đá một cước, chỉ bất quá lại đá vào không khí. Được à nha, như ngươi mong muốn. Thiếu nữ buông bàn tay đang nắm lỗ tai bác đầu ra, cũng lùi về sau một bước. Lúc này... Bắt đầu xoa xoa lỗ tai, nhìn về phía đứa bé rụt rè kia, thất tinh, ngươi thấy rồi chứ, ta bảo cô ta buông ra, cô ta phải lập tức buông ra. Ở trên một mảnh đất nhỏ này, ai dám không cấp cho bác đầu này mấy phần mặt mũi. Đứa bé rụt rè. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là thú vị, thiếu nữ nhìn bác đầu chằm chằm, nhẹ giọng cười nói. Ta nhổ vào, ai là tiểu đệ đệ của ngươi, gọi ta là bác gia. Bác đầu lạnh giọng quát lên. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu hét lớn một tiếng, chợt nhanh chóng chạy như bay về phía người thiếu nữ. Đột nhiên, thân hình khẽ chuyển, hắn nhảy lên không tung ra một cước. Nhưng mà, thiếu nữ lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Một cước này của bắt đầu vì thiếu khoảng cách nên không tung ra được, sẩy chân một cái, còn chưa chạm đến người ta, chính mình đã ngã sóng xoài trên mặt đất. À, độ khó của động tác có chút cao à nha. Thiếu nữ nhìn bắt đầu nói. Ta nhổ vào mặt ngươi, bác gia đây là tâm địa lương thiện, thấy dung mạo ngươi thật đẹp mắt, ta thương hương tiếc ngọc, sợ đá chết ngươi. Bác đầu cười lạnh, còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, bác đầu thở dài, mà thôi, nể tình ngươi tuổi tác không lớn, dáng người lại xinh đẹp, hôm nay bác đại gia tha cho ngươi một mạng. Sau này, đừng để ta gặp lại được ngươi, ta thấy ngươi một lần liền đánh một lần, đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi. Nói xong.
bắt đầu chạy chậm chậm tới trước mặt cậu bé trai rụt rè, thất tinh, hôm nay ngươi coi như cho ta chút thể diện, cũng đừng so đo với nữ nhân ngốc này, chúng ta đi. Cậu bé rụt rè, vậy cũng tốt. Chớ đi, trò chuyện tiếp đi chứ. Thiếu nữ nhẹ giọng cười một tiếng, bước tới một bước, ngăn ở trước mặt bắt đầu và đứa bé xấu hổ kia. Được, bắt đầu nhìn thiếu nữ chằm chằm, nữ nhân ngốc, đây là ngươi ép buộc ta. Thật ra thì dung mạo ngươi vừa già lại xấu xí, ngươi là đồ ma lem. Còn không đợi thiếu nữ nói chuyện, bắt đầu lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để ngươi nhìn một chút công phu thật của ta đi. Đang chờ đây. Thiếu nữ cười nhạt. Một giây kế tiếp, bắt đầu mặt đầy âm trầm, đi thẳng về phía người thiếu nữ. Chuẩn bị xong chưa, nữ nhân ngốc, bắt đầu hừ lạnh. Chờ đến muốn hóa đá luôn rồi đây này, cô gái nói. Thiếu nữ vừa dứt tiếng, chỉ thấy bắt đầu đã, quịch, một tiếng quỳ thẳng xuống đất, hai tay chắp lại, a ha ha ha. Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ xinh đẹp, đệ sai lầm rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chưa lại cho đệ một con đường lui. Chương 2112, sau này các cậu đi cùng tôi đi. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhìn xem, đệ cũng còn nhỏ dại. Chính bởi vì, ai mà không có tuổi trẻ bồng bột. Úi, miệng nó, mai này ta Đông Sơn tái khởi, chắc chắn tắm máu kẻ dám khi dễ mình. Úi, đừng nhéo nữa, đệ quỳ, đệ chừa rồi. Trong lúc nói chuyện, lỗ tai bắt đầu lại một lần nữa, no đòn, bị đầu ngón tay thiếu nữ siết chặt lại. Không được khi dễ bắt đầu. Đúng vào lúc này, đứa bé rụt rè chạy tới, mặt đầy tàn bạo nhìn lấy thiếu nữ. Hai người các ngươi có quan hệ như thế nào? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là anh em, đứa bé rụt rè nói từng chữ đầy mạnh mẽ. Đại tỷ tỷ, cậu ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Cùng lắm, để ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ liền coi như xong. Ngươi thấy thế nào, ngươi còn định giết ta sao? Hừ, phía trên ta còn có người, ngươi dám động đến ta, nhất định sẽ có người tìm ngươi báo thù. Chính là bởi vì, oan oan tương báo biết đến khi nào, còn không bằng nâng cốc hỏi trời xanh. Ngươi một ly, ta một ly, mọi người cùng nhau say. Thiếu nữ lườm bắt đầu một cái, ngươi bị ngu hả? Nghe tiếng, bắt đầu hơi sững sờ, làm sao ngươi biết, mẹ ta cũng đã nói như vậy. Cậu ấy không phải kẻ ngu, cậu bé có chút nhút nhát kia nói đầy kích động. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiếu nữ buông tay ra, để cho lỗ tai bắt đầu được khôi phục lại tự do. Tại sao các ngươi phải trộm đồ? Thiếu nữ hỏi. Ta có kỹ thuật này, không xài sẽ lãng phí. Bắt đầu vội vàng nói. Thiếu nữ. Chúng ta, không có tiền, đã rất lâu ta chưa ăn cơm rồi. Cậu ấy không chịu về nhà, ở cùng một chỗ với ta. Sau một hồi, đứa bé xấu hổ cúi đầu, lý nhí nói. Cha mẹ ngươi đâu? Thiếu nữ nhìn về phía thất tinh. Bọn họ đều chết hết rồi. Cậu ta trả lời bằng một âm thanh rất nhẹ. Vậy còn cha mẹ ngươi đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu. Cắt, sức khỏe mẹ ta không tốt, cha ta bỏ đi cùng với tiểu tam rồi, thì đã sao? Bắt đầu nói. Thiếu nữ nhìn bắt đầu chằm chằm, mặt đầy nghi ngờ. Sức khỏe mẹ hắn không tốt, cha hắn bỏ đi theo tiểu tam. Vậy rốt cuộc hắn đang kiêu ngạo ở chỗ nào? Không đúng, bắt đầu. Cha ngươi hẳn là đã chết rồi. Thất tinh nói đầy nghiêm túc. Đi chết đi, cha ngươi mới chết, cha ta chỉ bỏ đi theo tiểu tam mà thôi. Bắt đầu xùy xùy phản đối. Hích, đúng là cha ta chết rồi mà. Nhưng mà nhất định không phải cha ngươi bỏ đi theo tiểu tam đâu. Cha ngươi cũng đã chết, thất tinh nói đầy khẳng định. Cha ta chính là bỏ đi theo tiểu tam, bắt đầu có chút nóng giận. Được, đừng nói nữa. Thiếu nữ lập tức ngăn cuộc đối thoại của hai người lại, nhìn chằm chằm bắt đầu, dịu giọng can gián, cha cậu đúng là bỏ đi theo tiểu tam rồi. Đúng vậy, cha đã bỏ đi theo gái, chuẩn không cần chỉnh. Bắt đầu gật đầu liên tục. Vậy thì hai người các cậu, dự định tiếp tục đi ăn trộm sao? Thiếu nữ hỏi. Ha ha, cậu ta nào có kỹ thuật đó, nhất định là bác gia này trộm nha. Bắt đầu mặt đầy ngạo nghễ. Đã như vậy, sau này các cậu đi cùng tôi đi. Thiếu nữ cười nói, như vậy, sau này mẹ cậu cũng sẽ có tiền chữa bệnh, các cậu cũng có thể có được những tháng ngày khá hơn một chút, như thế nào? Tỷ tỷ, có thể ăn đủ no mỗi ngày sao? Cậu bé thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Vậy phải xem cậu có cố gắng hay không? Cô gái nói. Đệ chịu được cực khổ rất giỏi đấy. Cậu bé vội vàng nói. À, đại tỷ, tỷ có nói thật không vậy?
đi theo tỷ có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ đệ. Bắc Đầu cũng mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Đệ đây không thành vấn đề. Bắc Đầu lập tức gật đầu. Đệ cũng không thành vấn đề. Cậu bé rụt rè phụ họa. Đi thôi, dẫn các cậu trở về nhà mới. Thiếu nữ xoay người rời đi trước. Tỷ tỷ, tỷ tên là gì? Cậu bé rụt rè hỏi. Bạch Phong, bạch có nghĩa là màu trắng, phong trong, lá phong, sau này các cậu gọi tôi là Phong tỷ là được. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại. Con bà nó, Phong tỷ, tỷ chờ bọn đệ một chút. Lúc này, Bắc Đầu và Thất Tinh cùng nhau đuổi theo. Chương 2113, Khuynh Thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song. Vào giờ phút này, đầu Diệp Oản Oản to như cái đấu. Nàng vạn vạn không ngờ tới, mình và Bắc Đầu, Thất Tinh, lại quen biết như vậy. Hơn nữa, Bắc Đầu ngốc, thật sự không phải là giả vờ. Từ nhỏ hắn đã ngốc như vậy, ngốc thật sự. Cảnh tượng lại nhảy chuyển. Vô số hình ảnh lớn lớn nhỏ nhỏ, từng mẩu ký ức, tràn vào sâu trong đầu Diệp Oản Oản. Có chút ký ức, cũng rõ ràng như vậy, mà có chút ký ức, cũng đã vô cùng mơ hồ, phảng phất như là từng mảnh ghép hỗn tạp. Giai đoạn sống chung với cha mẹ không nhiều, đùa giỡn cùng ca ca Nhiếp Vô Danh, bị cầu tạp chủng đè xuống đất đánh, thấp thỏm bất an lúc sắp sinh ra đường đường, xảy ra những mâu thuẫn nhỏ hay thân mật quấn quýt bên Tư Dạ Hàn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Oản Oản đi tới một chỗ thư phòng. Thiếu nữ lớn lên đã càng xinh đẹp hơn, ngồi ở một bên bàn đọc sách, nâng cằm lên, si ngốc nhìn ngắm người đàn ông độc nhất vô nhị nọ. Khuynh Thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song sao? Sao nguyên văn, trình chèng bù siêu ran, gong di si u xuông trình chén bù siêu ran, gông chư si u uông. Tạm dịch vẻ đẹp khuynh thành không chỉnh sửa, người con trai thế gian không ai sánh bằng. Trong đôi mắt của thiếu nữ, đong đầy tình yêu, phảng phất như hết thảy mọi thứ đều bị người đàn ông kia lấp đầy. Khuôn mặt anh ta tinh xảo, không thể chê vào đâu, góc cạnh rõ ràng, khóe miệng từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười thản nhiên. Phảng phất như trong đôi mắt trong vắt làm cho người ta như say như mê kia, đều tràn đầy lơ đãng, ôn nhu và nho nhã. Vô ưu, chàng trai thả bút và giấy trong tay xuống, đôi mắt đầy ý cười, ôn nhu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, cảnh tượng lại nhảy chuyển, trời đất quay cuồng, tất cả hình ảnh liên quan tới Kỳ Tu Nhiễm, giống như một tờ giấy bị xé toạc thành muôn ngàn mảnh vỡ. Sâu trong đầu Diệp Oản Oản, chàng trai một chữ cũng không nói. Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đến đây, hết thảy mọi ký ức liên quan tới Kỳ Tu Nhiễm, toàn bộ đều biến mất. A, Diệp Oản Oản bỗng nhiên thức tỉnh, đầu đã đầy mồ hôi. Mà ở một bên, chân mày viện trưởng Xích Diễm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc càng cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, lập tức nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm. Trước tiên đừng hỏi. Viện trưởng Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản, ngươi nhìn thấy cái gì? Thật giống như, tôi đã quên mất một số ký ức. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, tất cả ký ức của ngươi đều sẽ biến mất, rất nhiều hình ảnh nhỏ, chi tiết nhỏ, mơ mơ hồ hồ quên đi là chuyện thường. Nhưng, một số chuyện lớn, trừ phi là tiềm thức của chính ngươi không nguyện ý nhớ lại, nếu không, cũng sẽ không có khả năng quên mất. Viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói. Chính mình không nguyện ý nhớ lại. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại, ví dụ như võ đạo liên minh công hội, ông ngoại, và cả cái vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội đời này, chẳng lẽ là chính mình không nguyện ý nhớ lại sao? Nhưng mà Kỳ Tu Nhiễm là xảy ra chuyện gì? Hết thảy mọi ký ức bị xé toạc thành mảnh vụn kia, khiến cho nàng sợ hết hồn hết vía. Tôi không nhớ nổi bất kỳ hồi ức nào có liên quan đến Kỳ Tu Nhiễm. Thậm chí, xuất hiện một hình ảnh, anh ta ở sâu trong đầu của tôi, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, hết thảy mọi ký ức có liên quan tới anh ta, hóa thành bụi trần. Diệp Oản Oản trả lời theo bản năng. Diệp Oản Oản dứt tiếng, viện trưởng Xích Diễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách. Ở trước ta, quả thực còn có người từng thôi miên ngươi, chắc là đã hoàn toàn cất kín một phần trí nhớ của ngươi. Dựa theo cách nói của ngươi, là Kỳ Tu Nhiễm đã giấu đi tất cả hồi ức giữa ngươi và hắn. Ngay cả ta, sợ rằng cũng không đủ sức giúp ngươi nhớ lại. Kỳ Tu Nhiễm là môn sinh đắc ý khiến ông kiêu ngạo nhất. Thành tựu thôi miên, đã sớm vượt xa so với vị viện trưởng Xích Diễm là ông quá nhiều. Kỳ Tu Nhiễm từng thôi miên tôi, nhưng vì cái gì, mục đích anh ấy làm như vậy là cái gì? Dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn. Có khả năng, là không muốn để cho ngươi nhớ lại một chút chuyện không nên nhớ lại.
Có lẽ là sợ ngươi thương tâm gì đó. Ha ha, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, chớ coi là thật. Viện trưởng Xích Diễm nói đầy thâm ý, chợt khẽ mỉm cười. Chương 2114, Tu La chủ đến. Diệp Oản Oản hơi có chút ngạc nhiên nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, cũng không quá rõ ràng ngụ ý của ông. Ha ha, nói theo một ý nghĩa nào đó, Kỳ Tu Nhiễm là đệ tử đắc ý nhất của ta. Thuật thôi miên của cậu ta là học ở chỗ ta, nhưng thành tựu đã sớm ở trên ta. Chỉ bất quá, thủ đoạn thôi miên của Kỳ Tu Nhiễm quá mức bá đạo, còn của ta tương đối nhu hòa. Ta có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, nhưng Kỳ Tu Nhiễm chỉ có thể khiến ngươi quên đi một thứ gì đó. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nghe viện trưởng Xích Diễm nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhướng lên. Một điểm này, nàng thật sự không hiểu rõ cho lắm. Kỳ Tu Nhiễm rốt cuộc là đã thôi miên mình lúc nào? Diệp Oản Oản trầm tư. Dường như, một lần nào đó Kỳ Tu Nhiễm đã đem cho mình bento tiện lợi, có phải là lần đó hay không? Đúng rồi, Phổ Ưu à, người nói phần ký ức người mất đi kia, có phải là do Kỳ Tu Nhiễm làm hay không? Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Tình trạng của mình, là do ký ức bao trùm, không hề có chút quan hệ nào với Kỳ Tu Nhiễm. Nếu đã không phải là vậy, ta cũng không rõ lắm. Dù sao thế giới này cũng là của những người trẻ tuổi như các ngươi, nửa cái mạng già này đều đã sắp xuống lỗ rồi, cũng không phải cái gì đều biết được. Viện trưởng Xích Diễm khẽ mỉm cười. Kỳ Tu Nhiễm đã từng thôi miên nàng, khiến cho nàng quên hết mọi quan hệ với anh thuở thiếu thời. Diệp Oản Oản cũng không hiểu được, tại sao Kỳ Tu Nhiễm phải làm như thế. Trước phải tìm ra được Kỳ Tu Nhiễm, sau đó hỏi cho rõ ràng. Viện trưởng, tôi có cảm giác, trí nhớ của tôi, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau một thoáng trầm tư, Diệp Oản Oản hướng về viện trưởng Xích Diễm nói. Đó là đương nhiên, viện trưởng Xích Diễm gật đầu một cái, hoàn toàn khôi phục, cũng cần có thời gian. Coi như thân thể của ngươi bị thương, cũng phải từ từ khôi phục, huống chi là ký ức. Thật ra thì, phần lớn ký ức lúc còn nhỏ, Diệp Oản Oản đã hồi tưởng lại được, chẳng qua một vài đoạn quan trọng, thí dụ như tin tức của ông ngoại, ký ức về hội trưởng đương nhiệm võ đạo liên minh công hội, lại không thể nhớ ra. Chẳng qua là cần thời gian sao? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Thần sắc viện trưởng Xích Diễm đầy khẳng định, người nói không sai. Nhưng có một chút chuyện, nếu như chính bản thân mình không nguyện ý nhớ lại, thì có mượn ngoại lực bên ngoài như thế nào, đều là tốn công vô ích. Dựa theo cách nói của lão viện trưởng, xem ra phần ký ức còn lại, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Diệp Oản Oản cũng không hề nôn nóng. Nàng đã có thể nhớ lại phần lớn ký ức, mà những thứ còn chưa nhớ lại kia, dựa theo lời của viện trưởng Xích Diễm mà nói, cần có thời gian để từ từ khôi phục. Đây đã không còn là chuyện có liên quan đến sức người nữa. Phổ Ưu, chuyện người thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, đã nhớ lại chưa? Bỗng nhiên, viện trưởng Xích Diễm cười híp mắt nhìn Diệp Oản Oản nói. Viện trưởng Xích Diễm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản đột nhiên vỗ trán một cái, thật giống như tôi không hề nhớ lại chuyện này. Viện trưởng đại nhân, trở về tôi sẽ từ từ suy nghĩ, hẹn gặp lại. Còn không đợi viện trưởng Xích Diễm nói gì, Diệp Oản Oản đã chạy biến, vô ảnh vô tung. Lần thứ tư thôi miên này hao phí tinh lực cực lớn. Từ sau khi rời khỏi học viện lính đánh thuê Xích Diễm, cả người Diệp Oản Oản đều vô cùng mệt mỏi, thật giống như tất cả tinh khí thần đều bị móc rỗng ruột. Cùng lúc đó, không sợ Minh đột nhiên có khách đến thăm. Khi thấy Tu La chủ và hộ vệ đứng ở nơi cửa, bắt đầu sợ đến lông tóc đều dựng đứng cả lên rồi. Mẹ nó, Tu La chủ, a Tu La đánh tới cửa rồi. Các anh em, nhanh cướp tài sản bọn chúng. Đúng đúng đúng, cướp tài sản bọn chúng. Chơi chết chúng. Chương 2115, Minh chủ sẽ lập tức trở về. Một bên, Thất Thinh dùng ánh mắt y như nhìn một kẻ ngu nhìn bắt đầu, ngay sau đó không để ý đến cậu ta, nhìn về phía Tu La chủ ở đối diện, Tu La chủ đại nhân ghé thăm, không tiếp đón từ xa. Lúc này bắt đầu mới phản ứng được, vội vàng nói, đệt. Xin lỗi, suýt chút nữa quên mất chúng ta và A Tu La đã là người một nhà. Sai lầm rồi. Thật sự là chuyện này cũng không thể trách hắn, mặc dù đã trải qua nhiều ngày như vậy rồi. Hắn vẫn còn có chút không cách nào phục hồi lại tinh thần, đối với sự thay đổi quan hệ to lớn như vậy. Minh chủ các ngươi đâu? Tư Dạ Hàn hỏi. Thất Tinh vội vàng trả lời,
Minh chủ đã đi đến học viện Xích Diễm rồi, còn chưa trở lại. Bất quá xem thời gian, cũng sẽ lập tức trở về. Ngài có thể vào trong chờ một chút. Ừm, Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Thất Tinh tiến vào bên trong Không Sợ Minh. Toàn bộ cao tầng tại trụ sở chính, cơ bản đều có mặt tại thời điểm ngày đó A Tu La vây công Nhiếp gia, tận mắt chứng kiến quá trình Tu La chủ biến thành cha của con trai Minh chủ bọn họ. Đây là một màn mang tính chất lịch sử đấy. Bất quá, thời điểm đột nhiên nhìn thấy vị đại ma đầu Độc Lập Châu người người khiếp sợ xuất hiện tại đại bản doanh nhà mình, bọn họ cũng giống như bắt đầu, bị dọa cho sợ không hề nhẹ, theo bản năng mà cho rằng người này đến gây sự. Mẹ nó, một đường chủ nào đó thoáng nhìn thấy người đi theo sau lưng Thất Tinh, sợ đến chân cẳng mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Tam trưởng lão đang cãi vã gì đó với đại trưởng lão, khi ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy Tư Dạ Hàn, cũng trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ta nhổ vào, tu la chủ, đang giữa ban ngày, ta gặp quỷ sống. Đại trưởng lão đầy khinh bỉ nhìn tam trưởng lão một cái, có tiền đồ chút đi. Bây giờ tu la chủ đã là người của minh chủ chúng ta rồi, sẽ xuất hiện ở Không Sợ Minh thì có gì đáng ngạc nhiên. Tam trưởng lão nắm lấy tay đại trưởng lão giơ lên. Trong tay của đại trưởng lão, thật bất ngờ, đang nắm chặt một chiếc ám khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tam trưởng lão nổi giận, cái tên già nhà ngươi, sợ đến mức ám khí đều nắm chặt trong tay, còn không thấy ngại đi nói ta. Đại trưởng lão, thật sự là phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện mà thôi. Đây chính là thủ lĩnh A Tu La tiếng xấu lan xa, nổi danh tàn bạo đấy. Nghe nói người này âm tình bất định, tâm tình khó lường, giết người như ngoé, bạo ngược thành tính, thậm chí nghe đồn còn có sở thích đáng sợ, ăn thịt người, uống máu người. Thành viên Không Sợ Minh bình thường đi hù dọa trẻ con thường có một câu nói, nếu như ngươi không nghe lời nữa, sẽ để cho Tu La chủ bắt ngươi ăn thịt. Có thể thấy tiếng xấu của Tu La chủ ăn sâu vào lòng người đến mức nào. Năm đó trong trận huyết chiến giữa tội ngục và võ đạo liên minh kia, chiến lực máu tanh của A Tu La cũng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho tất cả các thế lực của Độc Lập Châu. Bất quá, nói tới chỗ này, đột nhiên bọn họ lại suy nghĩ minh bạch ra một chuyện. Tam trưởng lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại nói, năm đó trong một trận đánh với tội ngục, tất cả các thế lực khác đều chết thảm trọng, duy chỉ có Không Sợ Minh chúng ta là thương vong nhỏ nhất. Khi đó ta chỉ cảm thấy là tin tức chúng ta linh thông, làm việc vô sỉ, lẩn tránh nhanh. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thì ra là bởi vì minh chủ chúng ta và Tu La chủ có gian tình. Đại trưởng lão, dùng tuổi tác thiếu chủ của chúng ta để mà tính, không phải là khi đó minh chủ và Tu La chủ đã cấu kết sẵn rồi sao? Tam trưởng lão ta nhổ vào, khẩu vị của minh chủ chúng ta năm đó. Đại trưởng lão cũng quá nặng. Thậm chí ngay cả Tu La chủ cũng dám ngủ cùng. Còn dám giấu người ta sinh một đứa con lâu như vậy. Nói vậy, người đáng sợ nhất Độc Lập Châu này chắc hẳn là minh chủ của bọn họ mới đúng chứ. Thất Tinh dẫn Tư Dạ Hàn tới phòng khách quý, ngay sau đó để cho người dâng trà bánh. Ngài chờ chốc lát, hẳn còn khoảng chục phút nữa, minh chủ sẽ lập tức trở về. Thất Tinh nói. Chương 2116, là một quái vật không có nhân tính. Cho dù Thất Tinh đã cố gắng hóa giải tâm tình, khắc chế sự sợ hãi của mình, nhưng mà, đứng ở bên cạnh người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy, chẳng qua chỉ mấy phút ngắn ngủi, đã đủ khiến cho sau lưng cậu ta thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Về phần bắt đầu, đã sớm không có nghĩa khí né thật xa, lão Thất, nhiệm vụ vinh quang mà nặng nề này liền giao cho cậu. Rõ ràng người đàn ông này đẹp trai như thế, nhưng một thân sát khí này, thật sự là quá nặng. Tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vị trí chí cao của A Tu La, trở thành Tu La chủ, chinh phục toàn bộ đám người hung dữ như chó săn đến từ địa ngục của A Tu La kia, khiến bọn họ trở nên nghe lời. Năm đó những thủ đoạn của người này, đã làm cho tất cả thế lực trong thế giới ngầm của Độc Lập Châu vừa nghe tin đã sợ mất mật. Thất Tinh đến nay đều không nghĩ ra, làm sao Phong Tỷ lại có thể thích một người như vậy. Tu La chủ, mời dùng trà, thuộc hạ tới dâng trà bánh đầu đầy mồ hôi, tay run lẩy bẩy. Thời điểm buông ly trà xuống, vì tay hắn run quá mức cầm không chắc, sơ ý một chút đã làm đổ cả ly nước trà lên quần áo của Tư Dạ Hàn. Ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Bên cạnh, Khương Viêm nhất thời nổi giận. A, tay thuộc hạ đã hoàn toàn sợ đến choáng váng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng liền quỳ xuống. Tu La chủ tha mạng. Tu La chủ tha mạng, tôi không phải cố ý. Thất Tinh thấy vậy cũng vội vàng nói, Tu La chủ tha thứ,
hắn ta cũng không phải là cố ý. Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng gạt đi lá trà trên quần áo, trong mắt khẽ đảo, nhìn về phía tên thuộc hạ và thất tinh đang sợ mất mật, mặt đầy khẩn trương như lâm đại địch. Nhận ra được tầm mắt của nam nhân, tên thuộc hạ đã sợ đến sắp hít thở không thông, đầu cơ hồ đều đã muốn chôn xuống mặt đất, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tư Dạ Hàn thần sắc thản nhiên nói, bình thường kỳ hoàng tới cửa, các ngươi cũng khẩn trương như vậy sao? Thuộc hạ đang quỳ dưới đất kia, nhất thời nghĩ trong bụng, làm sao có thể? Kỳ hoàng có vẻ là người ôn hòa, thích làm người khác vui, cũng không hề thích giết người lung tung. Người độc lập châu ai mà không biết, nào có đáng sợ như thế? Thất tinh bén nhạy phát hiện, câu hỏi của người đàn ông này, tương đối nguy hiểm. Thất tinh siết chặt lòng bàn tay đã đổ mồ hôi đầm đìa, cố gắng chấn định nói, kỳ hoàng chưa hề tới nơi này. Không có, không hề có, căn bản kỳ hoàng chưa từng tới. Tư Dạ Hàn nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ dùng cặp mắt không có bất kỳ cảm tình gì nhìn tên thuộc hạ sợ mất mật kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà xa xa, đám cao tầng không sợ minh nhìn thấy tình huống bên này cũng đều toát mồ hôi ròng ròng, không dám thở mạnh. Họ rất sợ vị đại ma đầu trước mắt thật sự giống với tin đồn, một khi không vừa ý liền đại khai sát giới. Nghe đồn Tu La chủ chỉ bởi vì bị người khác nhìn đều một cái, liền giết cả một tòa thành. Nghe đồn ngay cả tâm phúc dưới trướng, Tu La chủ đều có thể nhẫn tâm hạ sát thủ, tiêu diệt cả nhà, ngay cả trẻ con còn nằm trong tã lót hắn cũng không buông tha. Chỉ vì tên tâm phúc kia làm đổ chén trà của hắn. Nghe đồn người đàn ông này chính là một con quái vật không có nhân tính. Tin đồn đáng sợ có liên quan tới người đàn ông này thật sự là đã nhiều lắm rồi, cũng không thể trách người ta vừa nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Xong xong rồi, hôm nay sợ là mình phải chết ở chỗ này. Hích, giờ biết tính sao đây? Các ngươi có ai đi qua cứu hắn không? Đùa sao, ai đi thì cứ đi, ta không đi. Thời điểm hai mắt tên thuộc hạ đã sắp trợn trắng, muốn bất tỉnh, sau lưng bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn. Diệp Oản Oản mới vừa nhận được điện thoại của thất tinh liền tăng nhanh tốc độ xe, vào lúc này đã đuổi tới phòng tiếp khách, quả nhiên liền thấy được bảo bảo nhà nàng, nhất thời cặp mắt sáng rỡ lên, nhảy nhảy nhót nhót bay nhào qua. Chương 2117, bảo bảo nhà ta ôn nhu như vậy. Bảo bảo, âm thanh mềm mại nhu mì của cô gái giống như phá tan tảng băng lạnh lẽo đang bao phủ cả căn phòng. Con người của chàng trai như rẽ mây thấy được mặt trời. Từng tia nắng dọi xuống xua tan màn sương mù, sáng ngời rạng rỡ. Một giây kế tiếp, không đợi chàng trai phản ứng lại, mùi thơm dịu dịu ngọt ngào như kẹo đường, mạnh mẽ nhào thẳng vào trong lồng ngực anh. Diệp Oản Oản ngồi vắt vẻo trên chân của Tư Dạ Hàn, hai tay thân mật ôm lấy cổ của chàng trai, cúi người xuống hôn một cái chụt, trên gương mặt anh, cặp mắt chiếu sáng lấp lánh, tràn đầy mừng rỡ, bảo bảo, sao anh lại tới đây vậy? Chờ lâu không? Khi thấy minh chủ nhà mình chạy đến như một cơn gió, đám người không sợ minh quả thật là giống như nhìn thấy được cứu tinh dáng thế. Nhất là tay thủ hạ đang quỳ dưới đất đó, biểu cảm khi thấy Diệp Oản Oản như thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát. Bất quá, sau khi bọn họ nhìn thấy minh chủ nhà mình lại có thể nũng nịu như vậy nhào thẳng vào người Tu La chủ, còn hôn một cái ở trên mặt anh ta, biểu cảm của tất cả mọi người cứ như hóa đá, toàn bộ đều không thể nào tin nổi vào con mắt của mình. Một màn này, thật sự là quá mức, chấn động. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn bỏ rơi tên thủ hạ, mà chuyển rời sang người cô gái, một tay ôm lấy hông nàng, ổn định cơ thể nàng, tránh cho nàng ngã xuống, sau đó nói, vừa tới, không bao lâu. Em mệt quá, ngày hôm nay em có chuyện đi đến học viện xích diễm, đọ sức thật lâu với lão giả viện trưởng kia. Mệt chết mất, nhanh hôn em một cái. Diệp Oản Oản mè nheo cầu được hôn, cầu an ủi. Tư Dạ Hàn nhìn ngắm cô gái với gương mặt nhỏ đầy ai oán, ánh mắt linh động sáng người, khi nhìn về phía mình thật sự ngập tràn vui sướng và thân mật. Cô gái mới vừa rồi đã nhào thẳng vào trong lòng anh, cơ hồ xua tan toàn bộ tâm tình tàn bạo của anh, khiến chúng nhất thời tan thành mây khói. Chỉ thấy chàng trai đưa bàn tay rộng lớn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô gái, ngay sau đó liền cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cực kỳ trân trọng dành cho cô một nụ hôn vô cùng ôn nhu. Giống như đối đãi với bảo vật chân quý nhất trên đời. Thời điểm nhìn thấy minh chủ nhà mình yểu điệu quấn lấy đại ma đầu đòi một nụ hôn, mọi người không sợ minh đều khiếp sợ. Khi thấy đại ma đầu nhẹ nhàng nói lời an ủi, còn ôn nhu như nước, cẩn thận từng ly từng tí hôn trấn an minh chủ nhà mình, các vị đứng xem đã hoàn toàn kinh sợ rồi. Thậm chí Bắc Đầu và Thất Thinh vẫn luôn thân cận với Diệp Oản Oản,
đều cả kinh không hề nhẹ. Tư Dạ Hàn hôn cô gái một cái, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay đẩy nàng ra. Làm sao vậy, bị đẩy ra, nhất thời Diệp Oản Oản mặt đầy bất mãn. Tư Dạ Hàn, trên quần áo có nước, đừng đụng. Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện trên quần áo của Tư Dạ Hàn ướt sũng nước trà, cùng lúc đó chợt nhận ra còn có một tên thuộc hạ đang quỳ mọp ở đó, không khí căn phòng tương đối căng thẳng. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Oản Oản cũng đoán được đại khái đã phát sinh chuyện gì. Diệp Oản Oản đưa tay xách cổ áo tên thủ hạ, đứng lên cho ta. Không biết đường cẩn thận để làm đổ nước trà, hừ, sao ngươi lại sợ đến như vậy? Bảo bảo nhà ta ôn nhu như thế, một người tính tình tốt như vậy, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi sao? Tên thuộc hạ bị kéo lên nghe vậy mặt đầy mộng bức ôn. Ôn nhu. Hề. Minh chủ, ngài đang nói đùa sao? Diệp Oản Oản tức giận tung một cước đạp hắn sang một bên. Thôi vậy, nể tình hắn lập được đại công, tạt nước trà, không tính toán với hắn nữa. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản liền cười tươi như hoa nắm lấy tay Tư Dạ Hàn, bảo bảo, anh nhìn anh xem, quần áo đều ướt hết cả rồi. Đi, em dẫn anh đi vào phòng em thay quần áo. Chương 2118, con trai của chúng ta thật tinh mắt. Xí, nể tình ngươi lập công, tha cho ngươi khỏi chết. Còn không mau đi. Tay thuộc hạ mặt đầy mộng bức nhìn mình bị minh chủ đá văng ra, hoàn toàn không hiểu, mình rốt cuộc đã lập công gì. Không phải phải là hắn vừa gây họa rồi sao? Sau đó, tên thuộc hạ kia và đám người không sợ minh liền nhìn thấy minh chủ nhà mình y như một con sói già ngoe nguẩy đuôi, mượn cớ quần áo người ta bị ướt sũng, kéo người ta quẹo vào phòng mình. Nhìn lấy biểu cảm như sói già vẫy đuôi của minh chủ nhà mình, vẻ mặt của mọi người đều có chút một lời khó nói hết. Vạn vạn không ngờ tới, phương thức chung sống của minh chủ nhà mình và Tu La chủ lại sẽ có thể là như vậy. Minh chủ quả nhiên trâu bò mà. Đối mặt với một người đàn ông đáng sợ như vậy đều có thể cưa đổ được. Khẩu vị này, quả thật là không ai bằng. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, tầm mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Tu La chủ. Chỉ thấy sắc mặt trong trẻo lạnh lùng kia của chàng trai cũng không hề thay đổi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nghe vậy ánh mắt chậm rãi dừng một nhịp ở trên gương mặt cô gái, sau đó lạnh nhạt nói, không cần đâu, không có gì đáng ngại. Đám người không sợ minh nhất thời chật chật chắt lưỡi. Một bộ biểu cảm quả như lành thế. Biết ngay mà, quả nhiên bị cự tuyệt rồi. Tu La chủ đó lòng dạ đáng sợ đến giường nào, làm sao lại có thể nhìn không thấu chút mánh khóe nhỏ kia của minh chủ. Diệp Oản Oản vậy mà không thèm để ý chút nào, cười híp mắt tiếp tục mở miệng nói, đi nha tương đương vừa vặn em vừa mua cho anh một bộ quần áo, vào phòng để em giúp anh thay nha. Thần sắc Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, ngay sau đó đáp được. Sau đó, Diệp Oản Oản liền trực tiếp dắt người nào đó đi lên lầu rồi. Đám người không sợ minh. Bên trong phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của Diệp Oản Oản. Quần áo đâu, Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng. Không có quần áo, em lừa anh đấy. Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không nhảy đáp, sau đó trực tiếp đẩy người ta ngã nhào lên giường. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản ôm một cái tương đương. Sau khi từ học viện Xích Diễm đi ra ngoài, tâm tình của nàng quả thực có chút nặng nề. Bất quá, vừa thấy được Tư Dạ Hàn, liền lập tức khá hơn nhiều. Thần sắc Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ, khoan đã. Nói xong, anh đỡ cô gái dậy, khẽ đẩy nàng ra. Trời má, lại có thể đẩy nàng ra. Bị đẩy ra, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại, mặt đầy vẻ tố cáo, anh có em út bên ngoài rồi hả? Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng. Không nhanh không chậm cởi chiếc áo khoác màu đen dính trà trên người xuống, lúc này mới hơi hơi hướng về phía cô gái, giang hai cánh tay ra, qua đây. Ui chao, thì ra là tự giác cởi quần áo. Sao không nói sớm, chẹp chẹp, thế này thì được. Chủ động như vậy sao? Diệp Oản Oản nhất thời sáng mắt lên, lúc này mới hài lòng, một lần nữa nhào tới, thoải mái rúc vào trong ngực của Tư Dạ Hàn, hí hí, chờ kế hoạch của chúng ta thành công. Cha mẹ em tiếp nhận anh, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục lén lén lút lút gặp mặt nữa. Em nghe Đường Đường bảo bối nói, hai người hiện tại đã ở chung rất tốt, nhìn dáng dấp kế hoạch đã sắp thành công rồi. Đứa bé kia, mặc dù thời điểm nói về anh có vẻ rất ghét bỏ, nhưng thật ra thì em nhìn ra được, nó vẫn rất thích anh. Anh có nhớ hay không, thời điểm trước đó con còn chưa biết anh chính là Tu La Chủ, còn ở trước mặt Tu La Chủ bảo vệ cho anh đấy, nói anh rất ôn nhu kia mà. Không hổ là con trai em, thật là giống em đúc,
thật tinh mắt. Chương 2119, ôn nhu lại hiền lành. Nghe cô gái líu la líu lo nói về tương lai của bọn họ, nói về con của bọn họ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi thở của chàng trai đầy bình ổn, cúi xuống dùng sức hôn lên môi của cô gái một nụ hôn thật sâu. Cảm nhận được trên môi đột nhiên xuất hiện một nguồn nhiệt nóng bỏng, Diệp Oản Oản nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Được à nha? Hôm nay nhiệt tình như vậy sao? Có phải là có chút nhiệt tình quá mức rồi hay không, khiến cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vốn đang chuẩn bị tán gẫu một chút, tìm thời cơ tấn công. Bàn tay rộng lớn của chàng trai vuốt ve làn da mềm mại của nàng, không thể kìm chế, để cho cô gái dán chặt người vào cơ thể mình. Diệp Oản Oản bén nhạy phát hiện ra trong tâm tình Tư Dạ Hàn lúc này đang che giấu một nỗi bất an. Theo bản năng, nàng nâng bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc của anh. Sống lưng Tư Dạ Hàn đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó tất cả động tác đều ngừng lại. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng hôn một cái trên cằm Tư Dạ Hàn, bảo bảo, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không biết trầm mặc bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng, Oản Oản. Em thật sự nghĩ rõ ràng rồi. Từ khi biết được thân thế của Đường Đường, mấy ngày nay, anh vẫn luôn có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, tâm hồn cứ như thể luôn lơ lửng trên không trung. Diệp Oản Oản không hiểu, nghĩ rõ ràng chuyện gì. Tư Dạ Hàn, ở chung với anh. Diệp Oản Oản lườm anh một cái, nói nhảm, dĩ nhiên là vậy rồi. Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Tư Dạ Hàn day mi tâm một cái, thân sắc đầy suy sụp đứng dậy, sau đó yên lặng ngồi ở bên mép giường. Trên trán như tỏa ra khói mù làm người ta đoán không ra. Một hồi lâu sau, ánh mắt chàng trai mới không một tiêu cự nhìn về hư không xa xa, âm thanh khô khốc nói, người trong lòng em kia. Là một vầng trăng tròn rạng rỡ, là quân tử được người người kính trọng. Mà anh, chẳng qua chỉ là một con ác long. Nói bậy, nghe được Tư Dạ Hàn lại có thể nói về bản thân mình như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt. Trong quá trình mấy lần thôi miên, thông qua một chút hồi ức và những đoạn hình ảnh rời rạc, nàng đã nhớ lại toàn bộ ký ức cùng Tư Dạ Hàn. Nàng hiểu rất rõ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không phải là người như anh vừa nói. Bản chất của anh, so với ai khác đều phải hiền lành hơn, so với ai khác đều phải đơn thuần hơn. Chẳng qua là, tranh đấu cùng với những con ác long quá lâu, chính bản thân cũng trở thành ác long. Đưa mắt nhìn vào vực sâu quá lâu, vực sâu phản chiếu thăm thẳm trong ánh mắt. Trên thế giới này, trừ ác long, không có bất kỳ sinh vật nào có thể đánh bại ác long. Mặc dù anh đã chiến thắng ác long, nhưng chính bản thân mình lại trở thành loại người mà anh căm ghét nhất. Tư Dạ Hàn, Oản Oản, không cần phải lừa mình dối người, không một ai hiểu rõ anh hơn chính mình. Điều anh sợ nhất, không phải là đánh mất nàng, mà là cuối cùng có một ngày, nàng sẽ hối hận. Thần sắc Diệp Oản Oản đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, Kỳ Tu Nhiễm là một người rất tốt, anh ấy rạng rỡ như vầng trăng tròn. Anh ấy được người khác kính trọng, được tất cả mọi người kính yêu, bao gồm cả em của ngày xưa. Mỗi một chữ Tư Dạ Hàn nghe được, ánh mắt liền ảm đạm đi một phần. Diệp Oản Oản tiếp tục nói, mà anh là ác long, là đại ma đầu trong mắt mọi người, tất cả mọi người đều sợ anh, tránh xa anh. Nhưng mà, như vậy thì đã sao? Ở trước mặt em, anh vĩnh viễn đều sẽ thu hồi móng nhọn và răng nanh, vĩnh viễn đều luôn ôn nhu lại hiền lành. Đối với em mà nói, anh chính là người tốt nhất. Em, cô gái gần từng chữ một, khiến cho con ngươi Tư Dạ Hàn trong nháy mắt cuồn cuộn gợn sóng tâm tình. Thế giới của anh vốn đã hoàn toàn đổ sập, chỉ nhờ một câu nói của nàng mà được xây lại, hoàn mỹ, tươi đẹp. Mỗi lần Diệp Oản Oản nói anh ôn nhu, nói anh hiền lành, nội tâm của anh đều trào dâng một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cảm giác chán ghét và vứt bỏ chính mình. Nhưng mà, anh chưa từng nghĩ tới, nàng lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Chương 2120, anh sẽ xử lý. Diệp Oản Oản tức giận lầu bầu, cho nên, không cho phép anh lại tự coi nhẹ mình. Anh cũng không cần so sánh cùng bất luận kẻ nào, anh chính là anh. Lại nói, tin đồn về em cũng không hay ho hơn anh là bao kia mà. Hai chúng ta rõ ràng là quả đen trong miệng thiên hạ. Thật không biết những thứ lo lắng này của anh là tới từ đâu. Anh này, mỗi một ngày không có việc gì liền sản xuất giấm, rồi tự dìm mình vào. Tật xấu này anh có thể sửa đổi không vậy? Diệp Oản Oản nói xong, lại thở dài, nâng cằm lên, nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, giờ lấy khóe môi, xua tay một cái rồi nói, tính toán một chút, không cần thay đổi đâu, bộ dáng uống giấm của anh, em cũng siêu thích. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản rất lâu,
như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng. Còn nhớ hòn đảo lần trước anh nói với em không? Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản liền sững cả người. Hòn đảo lần trước. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngẹo đầu, lâm vào trầm tư. Biết biết. Diệp Oản Oản chợt nhớ tới, trước Tư Dạ Hàn có nhắc tới một hòn đảo, tựa như là có người canh giữ. Những vị đại lão có danh tiếng tại Độc Lập Châu mất tích trước đó, có lẽ có khả năng bị nhốt ở bên trên hòn đảo này. Mấy ngày nay, Atula đã điều tra cẩn thận. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Diệp Oản Oản trong nháy mắt cảm thấy hứng thú, sau đó thì sao? Đám người Kỳ Tu Nhiễm đều đã mất tích thời gian rất lâu, càng sớm tìm được càng tốt. Nếu không, mỗi một ngày đều sẽ có thêm rất nhiều nhân tố không xác định, bọn họ cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Số người phụ trách canh giữ ngoài đảo khá nhiều, trừ phi cưỡng chế tấn công lên đảo, nếu không rất khó điều tra rõ. Tư Dạ Hàn nói, nguyên bản, anh dự định sau khi điều tra rõ mọi chuyện, sẽ suy nghĩ thêm có nên để cho Diệp Oản Oản biết được hay không. Nhưng, chuyện này, Diệp Oản Oản có quyền biết, không chỉ riêng bởi vì lời cam kết ban đầu của nàng, mà còn bởi vì, người đàn ông kia, có thể cũng ở trên đảo. Có nhiều người như vậy sao, ngay cả Atula đều không cách nào tiếp cận. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn, trợn trừng mắt. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đáp, rất nhiều. Nói chung cũng không phải là Atula không có cách nào tiếp cận, nhưng một khi tiếp cận, nhất định sẽ bị thế lực phụ trách canh giữ hòn đảo kia phát hiện. Trên đảo có chuyện gì, có nhốt những người mất tích trước đó hay không, trước mắt tạm thời là một điều không thể đoán được. Nếu như hòn đảo kia thật sự có trọng binh canh giữ, thật lẻn vào trong, tùy tiện tiếp cận, không chỉ không cách nào cứu người, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Thậm chí, có thể sẽ khiến cho những người bị nhốt kia lâm vào nguy hiểm. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên nhìn Diệp Oản Oản một cái. Nếu như, trên đảo không có Kỳ Tu Nhiễm, có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm đến sự an toàn của đám người Dương kia. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm có khả năng bị nhốt bên trên hòn đảo này. Tư Dạ Hàn cũng không muốn bởi vì chính mình, mà khiến cho Kỳ Tu Nhiễm càng thêm bị động và nguy hiểm. Vậy phải làm gì? Chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại, chìm vào trong trầm tư. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản rất lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, ánh mắt Diệp Oản Oản liền rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, anh dự định xử lý như thế nào? Diệp Oản Oản cũng không muốn để cho Tư Dạ Hàn bởi vì chuyện này mà gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không, nàng tình nguyện tự mình xử lý. Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nếu như, Kỳ Tu Nhiễm còn sống, anh sẽ cứu hắn ra. Đương nhiên, người phải còn sống. Chỉ có người sống, mới có thể được gọi là cứu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2120.